Ok, chào các bạn. Hôm nay tiếp tục mình sẽ nhận xét bài cho các bạn nhé. Hôm nay đến hẹn lại lên. Lịch live của mình là tối thứ hai, thứ sáu các bạn ạ. Hôm nay thì chủ yếu hôm nay mình chủ yếu mình nhận được nhiều các cái bài báo cáo thực tập, bởi vì trong cái thời điểm hè này, nhiều bạn sinh viên các bạn sẽ đi thực tập, và cái bài báo cáo thực tập nó thường chiếm từ 5 đến 7 tín chỉ các bạn ạ. Nó thường chiếm từ 5 đến 7 tín chỉ, cho nên là các bạn nhớ là nếu mà chúng ta làm bài thực tập này tốt thì nó sẽ kéo điểm GPA của chúng ta lên rất là nhiều đấy. Thế cho nên là các bạn nhớ là nếu mà chúng ta làm tốt rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể được ok nhé. Ở đây mình có rất nhiều các cái bài báo cáo thực tập. Hôm nay những bạn sinh viên nào các bạn mà chuẩn bị làm báo cáo thực tập, hoặc là các bạn là sinh viên năm 2, năm 3 thì các bạn cố gắng ở chúng ta xem cái phiên live này nhé. Bởi vì là cái bài này chủ yếu tập trung cho cái quá trình mà các bạn sẽ bước sang năm 3 và năm 4. Bởi vì sang năm 3 thì chúng ta sẽ phải làm một cái dạng bài, đó là bài báo cáo kiến tập. Báo cáo kiến tập này thường thường các bạn sẽ trong vòng 2 tín chỉ. Còn bài báo cáo thực tập của chúng ta thì thông thường ấy nó sẽ là khoảng độ 5 tín chỉ các bạn ạ. 5 tín chỉ báo cáo thực tập, hoặc là 5 tín chỉ này, hoặc là 3 tín chỉ này, hoặc là đối với kiến tập của chúng ta là 2 tín chỉ. Đó, còn đối với khóa luận tốt nghiệp của chúng ta thông thường là từ 5 đến 10 tín chỉ. Và ba cái dạng bài này thì nó có mối quan hệ với nhau rất là mật thiết. Ví dụ như trước khi các bạn đi vào thực tập thì các bạn sẽ phải trải qua kiến tập. Đấy, và trước khi các bạn mà làm bài khóa luận tốt nghiệp thì các bạn cũng phải trải qua cái kỳ thực tập. Thế cho nên là tất cả các cái dạng bài này nó đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, và để cho chúng nó đều tốt cả, nếu mà các bạn làm tốt tất cả các dạng bài này thì các bạn đã làm tốt đâu đó khoảng độ để mình nghĩ xem nào, đâu đó khoảng độ 15 tín chỉ, khoảng độ 15 tín chỉ hoặc là 12 tín chỉ nhá. 12 tín chỉ, và 12 tín chỉ này mà bạn được điểm A cộng hết thì chắc chắn là nó sẽ kéo, thậm chí là nhiều bạn sinh viên đổi màu bằng luôn, đổi màu bằng nhờ mấy cái học phần cuối của chúng ta. Đấy, và những bạn sinh viên nào nhà trường còn khoảng độ 10 tín chỉ khóa luận tốt nghiệp hoặc là 7 tín chỉ khóa luận tốt nghiệp thì thực sự đây là một cái cơ hội để các bạn thay đổi cái màu bằng của mình đấy. Thế cho nên là trong cái phiên live này mình sẽ tập trung vào nhận xét cho các bạn sinh viên năm 2, năm 3, năm 4, các bạn đang làm thực tập, các bạn đang làm báo cáo kiến tập và một số bạn đang làm nghiên cứu khoa học. Thế cho nên trong tối nay các bạn tập trung chúng ta xem live nhé. Chúng ta xem live từ đầu đến cuối, bởi cái phiên live của mình nó không kéo dài. Nói thật với các bạn là cái phiên live của mình nó không kéo dài đâu, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái thời gian của bạn nhiều đâu, bởi vì mình chỉ live đâu đó 1 tiếng rưỡi thôi. Mỗi một phiên live của mình chỉ tầm khoảng 1 tiếng rưỡi, thì bắt đầu từ 8 rưỡi đến 10 giờ thôi chứ không có nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem live các bạn cố gắng là các bạn share và thả tim giúp mình nhé. Bởi vì tất cả các cái bài mà các bạn sinh viên gửi về cho mình nhận xét ấy thì mình đều nhận xét miễn phí. Và mình cũng đã nhận xét cho các bạn được 3 đến 4 năm nay rồi, không bao giờ lấy một xu nào của các bạn cả. Thế cho nên là cũng rất mong là trong mỗi một phiên live như vậy thì mình sẽ nhận xét cho từ 5 đến 7 bạn. 5 đến 7 bạn thuộc các cái dạng bài khác nhau, từ tiểu luận, nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo kiến tập, báo cáo thực tập, thậm chí là một số anh chị đang học thạc sĩ thì mình cũng nhận xét luôn đề cương hoặc là các bài tiểu luận trên môi trường thạc sĩ. Đó, thì cứ mỗi một phiên live mình sẽ nhận xét khoảng độ 5 đến 7 bài như vậy. Mà mình sẽ live vào tối 24/6 từ lúc 20 giờ 30 đến khoảng độ 10 giờ 30. Các anh chị các bạn nhớ nhé. Thì trong phiên live này mình còn check cả đạo văn nhé. Các bạn ơi, trong phiên live này mình còn check cả đạo văn. Ví dụ một số bạn sinh viên mà check đạo văn mà các bạn không biết check bằng phần mềm gì, hoặc là check xong rồi tỷ lệ trùng đạo văn cao quá không biết sửa như thế nào, hoặc là khi mà các bạn mà full, giống như bây giờ có một bạn sinh viên bạn vừa liên hệ với mình này, bạn đấy check trên cái phần mềm của nhà trường và nó đã bị full rồi. Các bạn nhớ cho mình này. Đây nhá, tiện đây khoảng độ gần 100 bạn đang xem, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đây là phần mềm Turnitin. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, mỗi một cái ô check như thế này, sorry các bạn, đây ạ, mỗi một cái ô check như thế này, các bạn nhìn này, mỗi một ô check như này, chúng ta kích vào đây để check, thì đối với tài khoản của nhà trường ấy, tối đa nó chỉ cho phép các bạn check trong vòng 4 tài khoản thôi, 4 bài thôi. Thế mà bạn sinh viên nào bạn check đến bài thứ tư hoặc là đến lần thứ năm thì các bạn có chờ 24 tiếng nó vẫn chưa ra kết quả. Thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến gì? Nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian mà các bạn sửa bài, thời gian mà các bạn nộp về nhà trường. Các bạn cứ ngồi chờ thôi. Thế thì trong phiên live này mình sẽ check đạo văn luôn cho các bạn. Các bạn ơi, các bạn nhớ share nhé. Các bạn thả tim và share ủng hộ cho mình phiên live này của mình nhé. Để TikTok nó đề xuất nhiều bạn sinh viên xem hơn, để cái phiên live này của chúng ta có nhiều các bạn sinh viên
Các bạn vào các bạn có thể là hỏi, hoặc là các bạn vào các bạn có những cái câu hỏi, các bạn có những cái thắc mắc trong quá trình làm bài, trong quá trình học tập, tính điểm GPA hoặc là liên quan đến các cái vấn đề liên quan đến học tập thì các bạn đều có thể hỏi được nhé. Ok, chào các bạn. Thầy ơi, thầy em năm nhất có nên tham gia nghiên cứu khoa học không? À, năm nhất thì các bạn nên tham gia nghiên cứu khoa học luôn. Nhưng mà mình chỉ sợ rằng năm nhất thì các bạn còn đang bộn bề với nhiều thứ chưa ổn định, thì tham gia nghiên cứu khoa học thì nó cũng hơi non. Thì các bạn có thể để đến sang năm thứ hai bắt đầu cũng được, cũng không sao cả nhé. Mà năm nhất làm luôn được thì cũng không sao. Năm nhất làm chúng ta không đặt quá nhiều mục tiêu, ví dụ như mục tiêu giải nhất, giải nhì gì cả. Mà năm nhất chúng ta chỉ đặt mục tiêu là gì? Chúng ta kiểu như là chúng ta hoàn thành được bài đúng hạn, đúng form, đúng nội dung, thế là được rồi. Còn giải hay cái thứ thì chúng ta chưa đi đề cao nhé. Khóa học có hướng dẫn chọn đề tài không? Thầy có khóa nào học thạc sĩ không? Ok nhé. Ở đây thì giới thiệu các bạn rằng là cái khóa training này. Ở đây bạn các bạn đang hỏi đến cái khóa training viết tiểu luận, nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp. Thì ở đây mình có một cái khóa là khóa training viết tiểu luận, nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp. Thì trong khóa này các bạn sẽ được học bài bản từ cách thức chúng ta tìm kiếm tên đề tài, triển khai đề tài, tìm kiếm tài liệu, vân vân, cho đến khi mà chúng ta được học cách viết bài không bị đạo văn nữa nhá. Thì lát nữa mình sẽ giới thiệu sâu hơn. Ở đây này, bây giờ có một bạn sinh viên, bạn ấy gửi bài qua cho mình. Ok các bạn chờ một xíu nhé, mình sẽ tải bài của bạn ấy về và sau đó mình sẽ gửi lên cái phần email của mình, và sau đó thì mình sẽ nhận xét cho bạn ấy sớm, bởi vì bạn này bạn ấy sắp đến lịch nộp bài rồi nhưng mà thực sự là chưa check đạo văn xong. Thế cho nên là mình sẽ tư vấn nội dung cho bạn ấy, và một số bạn ekip bên mình thì các bạn sẽ đồng thời thì check đạo văn để cho các bạn đấy, để cho bạn đấy kịp nộp về nhà trường nhé. Ok, các bạn chờ xíu nhé. Rồi, đây bài của bạn đây, mình sẽ gửi qua mail nhé. Các bạn nào mà muốn gửi bài, các bạn nào muốn gửi bài qua cho mình để nhờ nhận xét hoặc là góp ý, các bạn hoàn toàn có thể gửi bài qua đường link bio trên kênh TikTok này nhé. Hoặc là các bạn gửi bài qua mail cũng được, thì mình sẽ check và nhận xét bài cho các bạn nhé. Ok, rồi. Rồi mình đã nhận bài xong nhá. Đây bây giờ mình sẽ mở luôn cả bài của bạn ấy ra để các bạn cùng xem đây. GPA. Thầy ơi GPA. Ok. Thầy ơi, bây giờ em đã GPA của em được 1.75 đúng không? Kéo lên 2.5 mà em học được 64 trên 137 tín chỉ rồi, còn kéo lên được không? Cái công thức này các bạn tự tính nhé. Bây giờ mình sẽ đưa ra công thức cho bạn tính này. Bạn sẽ lấy 135 bạn nhân với cả 135 bạn nhân với cả 175, được chưa? Được bao nhiêu thì bạn trừ cho 64 nhân với cả 175. À xin lỗi, 135 nhân với cả 2.5 được bao nhiêu, trừ đi 64 nhân với cả 175. Sau đó được bao nhiêu thì bạn chia cho 71. Đấy, bạn chia cho 71. Nếu mà nó ra con số trong khoảng dưới 4 thì bạn hoàn toàn còn cơ hội đạt điểm, đạt cái bằng của mình là bằng khá. Còn nếu mà nó ra con số cao hơn 4 thì có nghĩa là bạn, cái cơ hội của bạn thấp hơn. Bởi vì làm sao mà chúng ta tích lũy trên 4 được? Cao nhất trong số tích lũy của chúng ta là 4, đúng không ạ? Các bạn nhớ nhé. Thầy ơi, khóa học còn giảm 10% trên like nữa không? Đây, bài của bạn Huyền này. Ok, mình tải về nhé. Các bạn nhớ này, trong phiên live này của mình ấy, ngoài cái việc mà các bạn được nhận xét bài ra, thì các bạn nhớ nhé, tất cả các khóa học viết tiểu luận, nghiên cứu khoa học, hay là các khóa SVS, các khóa phần mềm kinh tế lượng, hay là các cái dịch vụ bên mình đều được giảm 10% nhá. Thì ví dụ như bạn nào muốn học cách viết bài, bài bản, từ cách đặt tên đề tài, triển khai đề tài, đọc tài liệu, tổng quan nghiên cứu, xây dựng bố cục, viết phần mở đầu, vân vân, rồi văn phong khoa học, rồi đủ mọi thứ, đúng không? Chúng ta sẽ quan tâm đến cái khóa training này. Thì các bạn đăng ký trong live các bạn sẽ được giảm 10% nhé. Thầy ơi, cái khóa tháng 7 này là khóa nghiên cứu khoa học chứ không phải là tiểu luận đúng không ạ? À không em ạ, trong khóa này các bạn được học cả cách viết tiểu luận, bởi vì bài tiểu luận hay là bài nghiên cứu khoa học nó cũng được xếp vào nhóm là các cái bài được xếp vào nhóm là nghiên cứu khoa học. Nhưng mà tất nhiên là bài tiểu luận, cái yêu cầu của nó chỉ mang tính chất là tổng hợp thôi. Cho nên là với cái khóa training này, các bạn làm bài tiểu luận nó quá đơn giản rồi nhé. Đăng ký ở đâu ạ?
Đăng ký thì đơn giản thôi ạ. Các bạn nhớ nhá, các bạn tự trừ đi 10% nhé. Thầy không có mã giảm giá hay gì đâu. Thầy xin nói qua một chút nhé, trước khi đi vào bài của bạn Huyền ấy, thầy xin nói qua này. Các bạn đăng ký khóa này được chưa? Các bạn sẽ được học bài bản cách triển khai đề tài từ lúc mà chúng ta chưa có tên đề tài đối với bài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp. Các bạn được tìm, được hướng dẫn tìm kiếm tên đề tài. Sau đó các bạn được học cách làm bài bản, từ cách đọc tài liệu, tìm tài liệu, đọc tài liệu, viết tất cả các cái nội dung. Đặc biệt có một cái nội dung nữa mà các bạn rất là quan tâm, đó là viết bài không bị đạo văn. Mình sẽ dạy một cái chuyên đề trong cái khóa này, đó là chuyên đề viết bài không bị đạo văn. Thì mình dạy cho các bạn tất cả các nội dung có liên quan đạo văn, các phần mềm đạo văn hiện nay và cách chúng ta viết bài thế nào để tránh đạo văn. Tất tần tật như vậy, nó chỉ có 200k. Mà đặc biệt nữa là khi đăng ký học ấy, các bạn sẽ được nhận những cái bài tiểu luận nghiên cứu khoa học khóa luận tốt nghiệp đạt điểm từ 9 đến 9.9 của các trường đại học khác nhau, như trường đại học Quốc gia Hà Nội, hay là trường đại học tài chính, hay là những cái trường hoặc là trường đại học Cần Thơ vân vân. Đấy là đều là các bạn học viên, các bạn nên gửi lại những cái bài điểm cao cho chúng ta tham khảo, hoặc là trường New, hoặc là trường Học viện Ngân hàng, hoặc là trường đại học Mở, hoặc là trường đại học Cần Thơ vân vân, đại học Huế đều có cả nhá. Và các bạn khi các bạn đăng ký, các bạn chỉ kích vào đây thôi, đây nhìn thấy chưa, sau đó các bạn kích vào đây đăng ký thì bản thân các bạn tự trừ đi 10%, bởi vì thầy khuyến mại các bạn trên live 10%. Bởi vì sao? Bởi vì thầy không phải mất công chạy quảng cáo, cho nên thầy trực tiếp với các bạn. Thế cho nên các bạn tự trừ đi 10%, các bạn tự đăng ký vào đây nhé. Kích vào đây đăng ký nhé. Được chưa? Năm nhất cũng học được để chúng ta triển khai những bài tiểu luận, điểm cao luôn. Em sắp lên năm 2 rồi, có nên làm. Em lên năm 2 rồi thì em nên làm đi, bởi vì sang năm 4 thì khá là bận. Thông thường người ta sẽ chọn năm 2 và năm 3 là 2 năm mà chúng ta sẽ triển khai nghiên cứu khoa học, là 2 năm mạnh nhất. Sang năm em làm khóa luận tốt nghiệp nên đăng ký khóa nào? Sang năm em làm khóa luận tốt nghiệp thì em chỉ cần đăng ký khóa này thôi. Bởi vì cái khóa này nó thật với các bạn, trừ đi 10% rồi nó tròn 180k. Nó còn chưa bằng 1/3, 1/3 của 1 tín chỉ. Trong khi đó khóa luận tốt nghiệp thấp nhất là 5 tín chỉ. Có nghĩa là cái kinh phí mà các bạn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp ấy, Nó gấp khoảng độ bao nhiêu lần? Nó gấp 15 lần so với cái chi phí học của khóa này. Bởi vì một tín chỉ thì đóng tiền đã có khi gấp đôi gấp ba cái khóa này rồi, mà các bạn bỏ ra để các bạn làm bài khóa luận tốt nghiệp cho nó thật bài bản từ lúc mà các bạn tìm kiếm tên đề tài. Ví dụ như chiều nay mình có tư vấn cho một bạn, bạn học khoa chính trị, bạn ấy bắt đầu tìm kiếm tên đề tài thì mình hướng dẫn cho bạn đăng ký khóa này luôn để bạn ấy học, bạn làm khóa luận tốt nghiệp nha. Có khóa gì cho làm bài tập lớn cơ khí? Thực ra đối với ngành khoa học tự nhiên hoặc là khoa học kỹ thuật ấy, thì mình thấy rằng nó cũng không được phù hợp cho lắm, bởi vì đây là các bạn học khoa học xã hội. Còn nếu mà làm bài tiểu luận hay bài tập lớn theo dạng viết khoa học thì đều làm được em ạ. Nhá em nhá. Bạn gì đây này? Bạn Nhật Minh he này em ạ. Vẫn làm được bình thường. Chỉ có điều là bài tập lớn của em mà cái kiểu dạng vẽ trên các cái phần mềm chuyên dụng thì thực sự cái này nó không phù hợp lắm em ạ. Còn làm các cái dạng bài khác là ok. Có khóa nào cho sinh viên quản trị kinh doanh không ạ? Đây. Cái này thì dành cho các bạn kinh doanh, quản trị, quản lý, kinh tế. Bởi vì chúng ta là khoa học xã hội nói chung nhá. Các bạn nhớ này, đăng ký qua đây này. Được chưa? Và các bạn đã kích vào đây để đăng ký. Thì đăng ký trong cái thời điểm mà mình đang live này thì bạn được giảm 10%. Tự bản thân của các bạn trừ đi 10% nhá. Mà cái phiên live này của mình chỉ đến khoảng độ hơn 10 giờ thôi. Bởi vì một tuần mình chỉ live 3 buổi thôi. Mà một buổi mình cũng chỉ live đâu đó khoảng độ 1 tiếng rưỡi thôi. Cho nên em nhớ nhá. Các bạn nhớ nhá. Các bạn kích vào đây để đăng ký nhá. Còn đây là bài của bạn Huyền đây. Coaching 1:1 giá sao ạ? Coaching 1:1 thì cũng tùy. Bạn có thể coaching với giáo sư, bạn có thể coaching với các tiến sĩ, coaching với các thạc sĩ chuyên ngành. Thì mỗi một thầy cô thì lại có thể khác nhau nhé. Học xong SCVS, thầy có dạy công thức và đọc số liệu không ạ? Có em nhé. Bởi vì trong khóa SCVS này, đây mình kích vào đây cho bạn xem này. Khóa SVS này thì nó có một cái đặc thù, đó là trong khi mà các bạn học ấy thì các bạn được học với hai giảng viên. Mình xin giới thiệu một chút nhé. Mình xin giới thiệu một chút này. Cái khóa SVS thực chiến này này thì buổi học đầu tiên là học vào ngày hôm qua rồi. Buổi học thứ hai là chúng ta sẽ học vào ngày mai. Thì bây giờ mình cho các bạn xem nhé. Thứ nhất là các bạn được học với hai giảng viên, một là phó giáo sư tiến sĩ giảng viên cao cấp Phương Hữu Từng. Hai là thầy Nguyễn Trung Dũng, thầy đang học nghiên cứu sinh tại trường Học viện Ngân hàng và là chuyên gia phần mềm kinh tế lượng. Thì trong khóa này các bạn được học cách triển khai một cái bài nghiên cứu bài bản. Các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Đấy. Sau đó sang buổi thứ hai các bạn được nghiên cứu sâu hơn về các cái phương pháp định tính định lượng
vào các cái câu chuyện tính mẫu, vào các cái câu chuyện thiết kế bảng hỏi, vào các cái câu chuyện làm sạch dữ liệu. Được chưa? Tổng quan nghiên cứu, làm sạch dữ liệu, xây dựng mô hình. Sang cái buổi thứ 3 thì các bạn sẽ được giới thiệu về một số phần mềm kinh tế lượng. Đặc biệt là chúng ta sẽ đi vào SPSS để chúng ta sử dụng tất cả các cái công cụ và chức năng kỹ thuật để phân tích với SPSS trên phần mềm SPSS. Được chưa? Và sau đó là các bạn học cách trình bày kết quả. Và sau đó các bạn được giải đáp thắc mắc và thảo luận. Sang đến buổi thứ 4 các bạn lại học với phó giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Tường Tiếp, là được học về cách trình bày cái bài viết của các bạn. Đấy, và đến buổi thứ 5 lại tiếp tục được học với phó giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Từng, khi mà thầy tư vấn chi tiết từng đề tài của học viên nếu như học viên đang làm. Ok chưa? Vậy là vừa được học, vừa được làm, vừa được thực hành và vừa được tư vấn nhé. Thầy ơi, năm nhất thì có khóa nào sau để em làm tốt nghiệp? Em ơi, em đăng ký khóa training này nhé. Các bạn có thể đăng ký khóa training này. Không phải năm nhất ấy, đăng ký không phải là để dành đến tận năm cuối chúng ta làm khóa luận đâu. Năm nhất học khóa này chúng ta đã có thể làm ngay những bài tiểu luận đầu tiên rồi. Ví dụ như môn triết, ví dụ như là môn luật, ví dụ như là môn kinh tế, ví dụ như là các môn khác, chúng ta làm tiểu luận ngay, không cần phải đợi chờ đến tận năm cuối. Và có một cái điều đặc biệt nữa là cái tài khoản mà các bạn được học trên Record ấy, các bạn được học Zoom với mình nhá, được học Zoom trên lớp với mình. Ngoài ra cái buổi Zoom đó được record và các bạn được xem lại record trong vòng 3 năm học trên môi trường đại học. Cho nên em đăng ký từ năm nhất em vẫn xem lại được đến tận năm tư, cho nên em không phải lo nhá. Khóa 200k mất thêm phí, không mất thêm phí gì nữa em nhé. Có khóa nào liên quan đến phân tích dữ liệu thì ở đây bạn có thể sử dụng, bạn có thể học với các phần mềm kinh tế khác nhau. Thì các cái khóa này thì đều là có liên quan đến phân tích dữ liệu với các cái phần mềm cụ thể, thì bạn có thể quan tâm nhé. Em học kỹ sư 5 năm thế ạ. Ừ, nếu bạn nào mà học 5 năm thì các bạn chỉ cần nói với mình thôi, mình sẽ gia hạn thêm cho bạn. Bởi vì nói thật, tại sao mà các bạn ở thầy ơi sao thầy không gia hạn luôn 10 năm đi. Nói thật với các bạn, ngày nào tài khoản của các bạn còn ở trên website này thì ngày đó mình vẫn phải đóng một cái chi phí bảo trì, cái duy trì cho cái tài khoản đó. Bởi vì các bạn biết rồi đúng không, người ta cung cấp cho mình một cái lượng nhất định thôi, mình ở trong cái lượng đó thì mình phải đóng một cái khoản phí tương ứng. Đấy, cho nên là các bạn nhớ nhé, mình sẽ không để nó bị phí ấy. Và cũng tạo động lực cho các bạn là thôi, tốt nhất ra trường đúng hạn đi. Chứ thầy duy trì 5 năm, em học đủ 5 năm em ra trường thì nhiều khi không ok lắm đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhận xét bài cho các bạn nhé. Đấy, những bạn nào đăng ký thì chúng ta vào đây nhá. Chúng ta tự tích vào đây, chúng ta xem nội dung đi, xem nội dung các khóa đi. Phù hợp cái nào thì đăng ký, nhớ là trong thời gian live thôi, còn ngoài thời gian live chúng ta không được giảm nhé. Bạn Yến này, khóa đó có giáo trình hay tài liệu gì không? Tất cả các khóa này đều có giáo trị, đều có tài liệu của khóa học, đều có slide, đều có bản PDF tài liệu, đều có. Những cái khóa này thì có dữ liệu để chúng ta làm thử, được chưa? Chạy thử mô hình. Còn các khóa này thì chúng ta có những bài mẫu điểm cao để chúng ta làm, đều có tài liệu cả và không mất thêm một cái phí gì nữa nhá. Kể cả Việt Anh này, kể cả Yến này, kể cả bạn gì đây, tên tiếng Anh thì không đọc được, nhìn thì không rõ, mắt thầy cũng cận nữa. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đi vào bài này nhá. Bài này là bài của bạn Huyền này. Thầy sẽ nhận xét bài của bạn này trước nhé. Huyền đã vào chưa em ơi? Huyền đã vào chưa ạ? Bạn chờ một xíu nhé. Em vào rồi ạ. Ok. Tác giả vào rồi thì bây giờ mình sẽ nhận xét bài cho tác giả nhé. Rồi ok, mình đổi cái tên một xíu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài của bạn nhé. Bây giờ chúng ta xem là bài của bạn, bạn làm như thế nào với những cái nội dung này thì có thể góp ý gì cho bạn hay không. Tất cả các bạn nào mà muốn mình góp ý bài ấy, các bạn chỉ cần gửi bài qua email hoặc là gửi bài qua đường link bio trên TikTok này thôi là ok rồi. Không cần phải làm gì phức tạp cả. Và bây giờ mình sẽ ưu tiên nhận xét cho bạn Huyền trước, bởi vì hình như là bạn cũng đang gấp, bạn cũng đang muốn check đạo văn nữa. Thì mình sẽ nhận xét cho bạn trước nhé. Tài liệu thầy cung cấp có miễn phí không hay mất thêm phí? Không mất thêm phí gì nữa em nhé. Rồi. Đây là một cái bài của bạn, mình cũng không quan tâm lắm. Đây là một cái dạng bài gì? Nói chung là nó cũng là một cái dạng bài khoa học thôi. Bây giờ chúng ta cùng xem với tên đề tài này của bạn thì bạn nghiên cứu cái gì nhé. Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Được chưa? Thì đây là cái tên đề tài của bạn.
Thế thì cái tên đề tài này thì nó sẽ có câu hỏi nghiên cứu là gì? Câu hỏi nghiên cứu là gì? Thì câu hỏi nghiên cứu của nó có thể sẽ là gì ạ? Các hiệp định thương mại tự do có tác động như thế nào đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam? Đấy. Tác động như thế nào của các hiệp định thương mại đến hoạt động xuất khẩu Việt Nam? Thì chúng ta phải trình bày các tác động này ra. Bạn phải trình bày các tác động này ra. Được chưa nhỉ? Và sau đó là bạn có thể là đưa ra những cái giải pháp, đưa ra những kiến nghị gì đó để nó giảm thiểu những tác động tiêu cực, tăng cường những hoạt động tích cực, ví dụ như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ hình dung cái câu hỏi nghiên cứu là như thế. Còn cái mục tiêu của bạn ở đây là bạn sẽ làm rõ cái tác động này. Còn cái mục đích của bạn đó là làm sao cho cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam của chúng ta ngày càng tốt hơn trong cái bối cảnh là có nhiều hoạt động thương mại tự do. Ví dụ như vậy. Vậy là vừa nhắc đến một chút về câu chuyện đối tượng nghiên cứu là gì, câu hỏi nghiên cứu là gì, có thể phạm vi nghiên cứu luôn ở đây cũng xác định được luôn là cái gì rồi, và mục tiêu nghiên cứu là gì, mục đích nghiên cứu là gì. Được chưa? Đấy, khi mà chúng ta nhìn một cái tên như này thì bản thân của chúng ta cũng đã hình dung được 5 6 cái gạch đầu dòng như vậy trước khi chúng ta bắt tay vào làm. Hôm nay ở đây các bạn nhà mình có muốn xem mình sẽ review cho các bạn một cái con AI, một cái con AI nó giúp cho chúng ta tìm kiếm tài liệu và tổng quan nghiên cứu nhanh không ạ? Bởi vì với một đối tượng nghiên cứu như thế này, mình nghĩ rằng là có thể sẽ phải sử dụng đến một số cái công cụ để giúp chúng ta tìm kiếm tài liệu nhanh hơn, đọc tài nhanh hơn và phục vụ cho cái việc quá trình mà chúng ta viết bài, kể cả bài tiểu luận. Cái bài tiểu luận của chúng ta ấy sẽ đạt điểm A khi mà chúng ta tạo ra được sự khác biệt với tất cả những bạn trong lớp. Tạo ra được sự khác biệt với cả, tất cả các bạn trong lớp từ nội dung đến hình thức. Những bạn nào mà các bạn muốn xem mình sẽ cho các bạn xem một con AI chẳng hạn, một cái phần mềm, à không phải một phần mềm đâu, một cái web tìm kiếm tài liệu, phục vụ cho cái quá trình đọc tài liệu, tìm kiếm tài liệu và đọc tài liệu, thì hoặc là trích dẫn, các bạn gõ cho mình phím 1 nhé. Cái con AI này nó vừa giúp cho các bạn tìm kiếm tài liệu nhanh này, đọc tài liệu nhanh này, tải được tài liệu này, tìm được tài liệu liên quan này, nó giúp cho bạn paraphrase nội dung này, nó giúp cho bạn trích dẫn citation này, nó giúp cho bạn rất nhiều thứ luôn, thậm chí nó còn có cả thư viện cho bạn. Đấy, những bạn nào quan tâm các bạn có thể gõ cho mình phím 1 nhé. Nếu mà mình thấy nhiều bạn quan tâm, lát nữa mình sẽ review cho bạn cái con này. Cái con này là một trong 7 cái con mà mình sẽ dạy cho các bạn, một kênh, một trong 7 kênh mình sẽ dạy cho các bạn trong khóa training. Thì hôm nay mình sẽ mang một cái ra để hướng dẫn cho các bạn. Tài Nguyễn, em đã đăng ký thành công combo 1 ạ. Combo 1 là cái này đúng không? Rồi, ok. Cái này thì rồi, ok, thầy vừa thấy một bạn đăng ký rồi. Cái này thì thầy sẽ trao đổi thêm. Nhưng mà thôi. Tiếp tục nhé. Khóa luận tốt nghiệp làm theo hướng định tính nên học khóa nào ạ? Nếu em làm theo hướng định tính thì em vẫn có thể là làm theo, em vẫn có thể đăng ký khóa training này bình thường nhé. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đi vào bài của bạn nhé. Lát nữa chúng ta có thời gian chúng ta sẽ review. Đầu tiên về mặt hình thức thì mình đánh giá rằng bài của bạn làm hình thức rất là tốt. Các bạn nhìn nhé, tại sao mình nói là tốt, các bạn cùng xem mình phân tích thế nào tốt này. Thứ nhất là tất cả các mục lớn của bạn đều in đậm và các mục cùng cấp độ đánh thẳng. Tất cả các cái mục cấp độ 2 thì đều thuộc đầu dòng một chút so với mục cấp độ 1 và có định dạng khác với mục cấp độ 1. Các mục cấp độ 3 thuộc đầu dòng vào một chút so với các mục cấp độ 2 và có định dạng thống nhất với nhau và nó khác với định dạng của cấp độ 2. Và bài của bạn cũng chỉ dừng đến mục cấp độ 3 mà không show ra mục cấp độ 4. Tất cả những cái điều như vậy nó gọi là cái hình thức của bạn đạt chuẩn, đạt ok. Được chưa? Bạn học ở một cái ngôi trường mà nó cũng khá là nổi tiếng ở Hà Nội này đấy. Và cái hình thức này mình thấy là khá là ok rồi. Và trong các bạn lưu ý nhé, trong khóa học của mình ấy, trong khóa training này này. Đây này. Đấy, ngoài cái việc mà các bạn được học cách làm bài ra thì cái hình thức như thế này các bạn cũng sẽ được mình dạy làm luôn. Mình sẽ cầm tay hướng dẫn các bạn làm luôn cái mục lục như này để tạo ra được mục lục như này nhá, chứ không phải chỉ câu chuyện nội dung đâu. Được chưa nhá? Rồi bây giờ chúng ta cùng xem này. Bạn làm gì với cái đề tài này? Thứ nhất chương 1. Đây nhé, phần mở đầu lời cam đoan này thôi bỏ qua nhé, cái này thì ai cũng làm rồi. Các bạn lưu ý này, ở phần mở đầu thì bạn đánh cái số là số La Mã. Ở số sau thì bạn sẽ đánh bằng số Ả Rập. Được chưa? Cái cách để tạo ra được như này thì có nghĩa là khi mà bạn ở cái phần mở đầu bạn đã phải tách. Cái này thì mình trước mình cũng làm, bạn đã sử dụng cái layout này và bạn
tách bằng cái break, bạn tách ra. Tách xong thì tất cả những mục bên trên này bạn đánh theo kiểu số La Mã. Và bạn tách tiếp ở một cái nội dung nữa, đó chính là cái nội dung ở sau phần mục lục. Sau phần mục lục này nó sẽ là cái phần phụ lục, thì bạn sẽ không đánh số. Đấy, khi mình phân tích một cái mục lục của người ta, mình phân tích một cái đề tài của người ta, thì mình phân tích được sâu như vậy để hiểu luôn người ta làm kiểu gì, để mình còn làm chứ, đúng không? Thì cái đấy mình cũng sẽ dạy cho các bạn bài bản luôn ở trong cái khóa training này. Có nghĩa là được học cả về nội dung, được học cả về hình thức nhá. Mình dạy luôn, không cần ra quán photo luôn nhá. Một buổi học của thầy diễn ra mấy tiếng? Một buổi học của thầy diễn ra trong vòng 2 tiếng nhá. Quả mục lục nhìn đau mắt thiệt. Đối với bạn có thể là bạn không quen, đau mắt. Nhưng mà bạn tưởng tượng nếu như bây giờ, ví dụ như là bản thân mình chẳng hạn nhá, là bản thân mình, một năm mình có thể chấm đến 1.000 bài. Trong đó có những cái lớp, có cái thời điểm mà các bạn đi kiến tập thực tập, thì một khóa của lớp của khoa mình là mấy trăm bạn. Các bạn tưởng tượng đọc mấy trăm bài như thế này, mà nếu mà không định dạng kiểu này, tất cả các bạn sinh viên định dạng một màu, đen xì luôn này, đậm hết này luôn, hoặc là tất cả nhạt luôn, lúc đấy các bạn mới thấy thế nào đau mắt. Còn thực sự nha, đối với bản thân mình khi đi chấm bài thì cái này rất rõ luôn. Nhìn vào đây tôi biết ngay là ở trong mục chương 1 này có 2 mục. Thế thôi, 2 mục. Và trong mỗi mục này có mấy mục. Còn nếu mà để đen tất thẳng tắp nhau thì tôi gần như tôi không phân biệt được các cấp độ mục trong một bài. Đấy là cái góc độ của người đi chấm bài nhá. Thầy có hướng dẫn cách chọn tên đề tài không? Có nha em nhá. Ở trong khóa training này các bạn được học cách chọn đề tài luôn nhá. Và đăng ký trong live thì các bạn tự bạn trừ đi 10% nhá. Đây trong live nhá. Học xong tiểu luận giờ như văn con nít à thầy? Cái này thì cũng tùy bạn, bởi vì cái văn phong, các bạn tưởng tượng như bây giờ nhiều bạn sinh viên hoàn toàn dựa vào AI, hoàn toàn dựa vào ChatGPT nó viết bài cho, thì bản thân của các bạn có bao giờ viết đâu, đúng không? Viết nó là output, thế còn input nó là cái gì? Là quá trình mà chúng ta phải đọc tài liệu, quá trình chúng ta phải đọc tài liệu, đọc sách, đọc vở, đọc giáo trình, thì tự nhiên cái vốn từ của chúng ta nó tăng lên. Vốn từ tăng lên thì bản thân chúng ta viết nó sẽ hay hơn. Còn nếu mà bản thân của chúng ta input ít quá mà chỉ có output thôi, thỉnh thoảng có output cái, thì thực sự là cái vốn từ nó nghèo nàn. Và khi viết bài nó lủng củng là vì thế. Đấy, cho nên các bạn nhớ nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương 1 này. Chương 1 thì bạn trình bày tổng quan về xuất khẩu và các hiệp định thương mại tự do. Được kê chưa? Đầu tiên bạn đi vào tổng quan về xuất khẩu. Thứ hai, tổng quan về các hiệp định tự do. Thì cách chia mục này của bạn cũng khá là logic. Bởi vì ở đây chúng ta có một cái chữ và. Có nghĩa là bạn sẽ trình bày về hai vấn đề. Một là tổng quan về xuất khẩu, hai là vấn đề hiệp định thương mại tự do. Thì bạn đi vào 2-3 cái hiệp định này. Được chưa? Các bạn ơi, các bạn xem like, các bạn nhớ share và thả tim giúp mình nhé, để các bạn sinh viên khác cũng nắm được cái thông tin về cái phiên live này. Về cái tổng quan về xuất khẩu thì bạn có khái niệm xuất khẩu, bạn có các hình thức xuất khẩu, vai trò xuất khẩu, các nhân tố ảnh hưởng xuất khẩu. Đây người ta gọi là giống như phần cái cơ sở lý luận, đúng không ạ? Hoặc là bạn gọi là tổng quan đây. Đó. Còn các hiệp định tự do thì bạn giới thiệu về 3 cái hiệp định này. Thế thì đối với bản thân mình thì đây, cái tên đề tài của bạn là gì? Chúng ta quay lại một chút nhé. Tác động của hiệp định thương mại tự do đến hoạt động xuất khẩu. Thế thì nếu như ở đây bạn trình bày rời rạc hai cái nội dung này ra, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Nó có về vấn đề xuất khẩu, về vấn đề hiệp định thương mại tự do. Nhưng bản thân mình là cái người đọc, mình rất muốn quan tâm xem là các cái hiệp định thương mại tự do nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến các cái về vấn đề xuất khẩu. Bởi vì cái tên đề tài của chúng ta là gì? Tên đề tài của chúng ta là tác động của hiệp định thương mại tự do đến xuất khẩu. Thế vậy ở trong phần cơ sở lý luận tôi cũng rất quan tâm đến câu chuyện rằng là các hiệp định thương mại này thì nó sẽ có tác động gì, ảnh hưởng gì đến cái câu chuyện xuất khẩu. Thì bạn có thể là nghiên cứu, có thể bổ sung thêm một cái nội dung này nữa. Bởi vì nó cũng sẽ là cái tiền đề để sau này bạn xác định cái câu chuyện tác động này ở dưới của Việt Nam. Bởi vì ở trên này hai cái nội dung này nó khá là đang rời rạc, nó chưa đi đâu vào đâu cả, nó chưa đi vào nhau, nó chưa thể hiện được cái mối quan hệ giữa hai cái này với nhau. Mà đề tài của em là đề tài gì? Trả lời về câu chuyện gì? Mối quan hệ tác động. Đấy, tác giả nhớ nhá. Trong quá trình học mình có được thực hành làm không? Các bạn vẫn có thể làm bài. Và bạn có một cái điều nữa là khi các bạn đăng ký khóa training hoặc bất cứ khóa nào ấy, là các bạn khi bạn viết bài, bạn có thể là nhờ giảng viên góp ý thêm. Hoặc là có những cái chỗ nào bạn chưa rõ, bạn có thể nhờ giảng viên, hỏi thêm giảng viên. Đấy, thì giảng viên người ta sẽ có thể là giải đáp cho bạn những cái vấn đề có liên quan nhá. Đó, ok. Tiếp tục quay trở lại bài nhá. Rồi, xong chương 1 nhé. Ở đây bạn có là dùng từ sơ kết. Nhiều trường người ta sẽ dùng từ là từ tiểu kết. Cái này thì tùy từng trường thôi nhé, không sao cả. Đây,
tác động của Hiệp định Thương mại Tự do đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Tác động của hiệp định này đến xuất khẩu. À, có nghĩa là bây giờ bạn đi vào từng cái tác động của các hiệp định. Đấy. Ok, bạn trình bày kim ngạch, cơ cấu, tỷ lệ sử dụng, quy mô. Đây, à, các bạn nhìn nhé. Các bạn nhìn từ trên xuống dưới, bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái câu chuyện thống nhất. Thứ nhất là bạn đi vào kim ngạch, cơ cấu, tỷ lệ, sử dụng. Đấy. Vậy là bạn đi vào một cái mô típ về mặt nội dung sắp xếp theo trình tự như này. Vậy bây giờ mình càng đặt ra một câu hỏi nữa. Vậy tại sao em lại không trình bày cái nội dung như mình vừa gợi ý ở trên này? Để nó thống nhất luôn một câu chuyện rằng là các hiệp định thương mại tự do nó sẽ tác động đến cái việc xuất khẩu dựa trên các yếu tố nào? Các cái yếu tố đó em dựa vào cái lý thuyết nào? Thì sau đó em trình bày những nội dung này ở dưới phần thực trạng của Việt Nam thì thực sự nó đã có một cái phần cơ sở lý luận làm cái tiền đề, làm nền tảng, chỗ dựa. Thì như vậy bài của em nó tạo ra một cái logic rất là lớn nha. Cho nên là chỗ này Huyền đã nắm được chưa? Huyền còn nghe không? Còn nắm được không? Có hiểu cái ý của mình chỗ này không nhỉ? Nha. À, các bạn ơi, các bạn nhớ share và thả tim giúp mình nhé. Vâng ạ. Ok nhé Huyền nhá. Rồi đi vào câu chuyện tiếp theo. À, ở đây thì chương 3 là giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam dưới những tác động của việc gia nhập hiệp định. Đấy. Bây giờ bạn có thể diễn đạt lại được không? Hoặc diễn đạt lại, hoặc là nếu để nhảy cũng được. Nghĩa là làm sao để thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, đúng không? Dưới những cái tác động của việc gia nhập các hiệp định tự do này. Giải pháp đối với doanh nghiệp. Thì nói thật cái câu chuyện này mình cũng xin chia sẻ thêm với các bạn, và cũng chia sẻ thêm với cả bạn Huyền. Huyền ạ, đó là không ai người ta gọi là giải pháp cho doanh nghiệp. Giải pháp thì người ta thường hướng đến câu chuyện là vấn đề gì, giải pháp cho cái vấn đề gì. Còn kiến nghị thì người ta mới kiến nghị đối với đối tượng nào, chủ thể nào. Thì kiến nghị mới là cho doanh nghiệp, kiến nghị cho hiệp hội, kiến nghị đối với chính phủ. Còn giải pháp là giải pháp cho một cái giải pháp cho một cái vấn đề gì. Thì chỗ này Huyền cũng có thể là tham khảo thêm nhé, em tham khảo thêm nhé. Thầy thường live trong khung giờ nào ạ? À, mình thường live vào tối thứ 2, thứ 6. Thường live vào tối thứ 2, thứ 6. Có thể thay đổi một chút nhá. Từ 20:30 đến 22 giờ, hoặc là 22:30 nhá. Cái nội dung có cập nhật thường xuyên không? Có nhá. Cái nội dung của tất cả các khóa bên mình ấy đều có sự điều chỉnh. Sau mỗi một khóa đều có sự điều chỉnh ít nhiều để làm sao đấy phù hợp với người học nhất. Ví dụ như khóa training này của mình này, mình vừa dạy cho các bạn cách chúng ta tìm kiếm tên đề tài, triển khai đề tài. Thì trong cái khóa K37 tổ chức vào tuần sau, đây này, tổ chức tuần sau nhé, mình sẽ có bổ sung thêm hai cái nội dung nhỏ nữa cho cái nội dung liên quan đến vấn đề đạo văn. Hai cái câu chuyện này nó đến từ câu chuyện gì ạ? Nó đến từ cái thực tế. Bởi vì mình thấy các bạn sinh viên hiện nay đang phụ thuộc quá nhiều vào AI trong câu chuyện giảm tỷ lệ đạo văn. Rồi ơi bạn ơi, cái con AI ấy, nó muốn giảm tỷ lệ đạo văn ấy, thì không phải là nó dùng cái thuật toán gì cho bài của bạn đâu, mà đơn giản nó áp dụng một cái phương thức, đó là gì ạ? Nó diễn đạt lại câu văn của bạn. Nhưng quan trọng nhất là diễn đạt kiểu gì. Tại sao bạn lại đưa cho một cái máy nó diễn đạt câu văn cho mình, trong khi bản thân mình là người mà mình lại không tự làm được? Cái việc ở đây không phải là ai làm, mà cái việc ở đây bạn có biết rằng là để mà diễn đạt lại được câu văn, để mà biến đổi câu văn câu từ, để mà có thể paraphrase được một cái nội dung, thì bản thân chúng ta phải là cái người mà rất am hiểu về ngôn từ, ngôn ngữ, am hiểu về câu, cấu trúc câu, biến đổi từ một dạng câu này sang một dạng câu khác, biến đổi từ này thành một từ khác. Thì chúng ta cũng đang phô diễn được cái khả năng ngôn ngữ của chúng ta, sử dụng từ ngữ của chúng ta. Thế thì cái việc mà làm bài nó chính là cái quá trình mà chúng ta rèn luyện tư duy, rèn luyện khả năng nói, rèn luyện khả năng viết, sử dụng vốn từ rộng. Và sau này chúng ta cũng sẽ kiếm tiền, chúng ta cũng đã đi làm và chúng ta sử dụng các kỹ năng như vậy. Thì bây giờ chúng ta lại đưa cho con AI nó làm. Đây này, lát nữa mình sẽ giới thiệu cho bạn con AI luôn. Nó làm luôn cho bạn. Các bạn có tin không? Lát nữa mình sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn có muốn mình giới thiệu cho bạn một con AI? Cái con này nó khá là hay, nó giúp cho bạn quá nhiều thứ đi, trong đó có cả paraphrase. Bạn nào mà muốn biết con AI là gì, các bạn gõ cho mình phím 1 nhé. Gõ cho mình phím 1.
mình sẽ giới thiệu cho bạn con AI đấy. Giới thiệu không phải là em ơi em dùng đi, mà mình giới thiệu cho bạn biết để biết làm gì ạ. Nó là một con AI cực kỳ hữu dụng, nhưng cách vận hành của nó như thế nào và con người chúng ta siêu hơn nó ở chỗ nào, và mình sẽ có thể làm luôn cho các bạn xem. Và mình, các bạn biết không, trong khóa training ngày này mình xây dựng nguyên một chuyên đề về trách đạo văn, nguyên một cái chuyên đề mình luôn luôn bổ sung. Ví dụ như bạn nào mà học với mình, bạn nào đăng ký nhé, trong tối nay này, đây, click vào đây, bạn tự trừ đi 10%. Cái khóa này giúp cho bạn viết tiểu luận, nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, báo cáo nghiên tập, và đặc biệt một cái chuyên đề đó là viết bài không bị đạo văn. Thì mình đã có bổ sung thêm hai gạch đầu dòng, hai cái vấn đề cho cái khóa mới này. Quên là khóa nào mình cũng có mới, ngày càng các khóa học ngày càng hoàn thiện hơn. Đấy, thì lát nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái con AI đấy, và chúng ta sẽ cùng thao tác với nó nhé. Các bạn nhớ xem đến cuối của phiên live này, phiên live nào của mình nó cũng sẽ có những cái giá trị nhất định trao cho các bạn. Các bạn cứ kiểu chỉ cần xem live thôi, mình nghĩ các bạn đã có thể làm bài tốt rồi. Còn muốn cái kiểu là làm bài luôn luôn tốt thì các bạn có thể tham gia cái khóa mà trừ đi chỉ còn 180k này với mình nhé. Duy trì tài khoản trong vòng 3 năm, được học với thầy trong tuần sau. Ok nha. Và chỉ đăng ký trong phiên live mới được giảm thôi nhé. Em muốn check đạo văn thì sao? Các bạn muốn check đạo văn mà muốn được mình check free, các bạn hoàn toàn gửi bài cho bên mình. Đây, lát mình sẽ check ở đây. Mình sẽ check đạo văn trên phần mềm này free cho các bạn nhé. Còn những bạn nào muốn check đạo văn, muốn tư vấn giảm tiền đạo văn, liên hệ với mình qua đường link bio trên kênh TikTok này nhé. Các bạn nhớ, các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh để xem thêm mỗi video nhé. Mình vừa mới ra video cách đây khoảng độ 30 phút hướng dẫn cho các bạn sinh viên cách tính điểm GPA. Vừa mới ra xong, các bạn có thể xem trên kênh của mình nhé. Rồi, thế thì mình đã vừa tư vấn cho bạn Huyền cả 3 chương. Mình nói lại nhé, bài của bạn Huyền như này là một trong những cái bài mà khá là tốt. Mình nói thật là tốt, cả về mặt cấu trúc, hình thức, mọi thứ. Nhưng nó vẫn chưa, nó chưa được ok lắm với những cái nội dung mà mình vừa góp ý rồi. Hy vọng là Huyền, về Huyền bổ sung thêm sẽ ngon hơn nhé. Em làm văn phòng đảng ủy xã, có thể học khóa học, có thể học khóa học này để làm không ạ? Ok ok, chờ một chút nhé. Em muốn đăng ký khóa học thì đăng ký như thế nào bé Trang? Em muốn trách đạo văn như là bé Thảo. Đây, các bạn muốn đăng ký, đây lát nữa bạn kia làm văn phòng đảng ủy mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Đây, các bạn nào muốn đăng ký các bạn kích vào đây, các bạn nhìn thấy chưa? Sau đó các bạn kích vào đây và các bạn nhìn thấy chỗ đăng ký thôi là đăng ký được trong live này nhé, sẽ giảm 10%. Đấy là cho bé Trang nhá. Cho cái bạn gì đây, Vintage. Em làm văn phòng đảng ủy xã thì có thể học khóa này được không? Bạn làm văn phòng đảng ủy xã đúng không? Nói thật với các bạn, mình là chuyên về quản trị văn phòng. Đấy, một trong những cái chuẩn đầu ra của ngành, một trong những vị trí việc làm của ngành mình chính là làm ở văn phòng thống kê Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã của bạn ấy. Đó. Và bọn mình cũng đã tổ chức rất nhiều lớp về liên quan đến cái nông thôn mới, liên quan đến cái vị trí của bạn luôn. Thế cho nên mình cũng biết cái vị trí của bạn. Thì nói thật với bạn ấy là nếu như bạn xác định câu chuyện là chúng ta sẽ học liên thông, học đại học, hoặc là chúng ta sẽ học chương trình thạc sĩ để sau này phục vụ cho công việc của chúng ta tốt hơn, thì thực sự cái khóa học này không thể bỏ qua. Thực sự là như vậy. Còn nếu như bạn chỉ là phục vụ cho cái việc mà làm bài, làm cái công việc của mình ở xã, thì bạn cũng có thể tham dự nhé. Bởi vì trong này nó sẽ dạy cho chúng ta cái tư duy về phân tích, logic, tìm kiếm tài liệu, đọc tài liệu. Đấy, thì bạn cũng có thể dùng thôi. Nhưng mình nghĩ rằng là nó không phải là dùng được 100%, bởi vì đây là phục vụ cho việc học tập thôi. Còn chúng ta là người đi làm rồi thì bạn nên học những cái khóa, ví dụ như là soạn thảo văn bản, có khi là ok hơn đấy, đúng không? Ok, em là sinh viên năm nhất, đi xa hơn là thạc sĩ thì chọn khóa nào? Em ơi, chưa cần nghĩ đi xa đến thạc sĩ đâu. Em chỉ cần học tốt đại học cho thầy. Em có biết rằng là nếu mà chúng ta học đại học mà chúng ta đạt loại, mình không nhớ là đạt loại giỏi hay là xuất sắc gì đấy, thì sau này chúng ta cũng có thể học thẳng lên tiến sĩ cơ, có thể bỏ qua cái thạc sĩ nhá. Thì bạn hãy học tốt cái chương trình đại học hãng. Còn thạc sĩ hay tiến sĩ sau này nếu mà chúng ta cần, chúng ta hãy học. Chứ chúng ta không phải là cứ học cho thật cao lên, không phải đâu. Cần thì hãy học, bởi vì học rất tốn thời gian, rất tốn tiền. Chúng ta cần thì chúng ta hãy học, còn không thì chúng ta không cần, không cần thiết đâu nhá. Thì học đại học cũng đã phải làm rất tốt rồi. Học đại học bỏ ra rất nhiều tiền rồi, chứ không phải chỉ có 180k để làm tốt các dạng bài đâu nhá. Đấy, bạn Linh ơi, bạn Linh cũng vậy nhá, bạn Linh sắp làm báo cáo thực tập. Mình xin nói thêm nhá, trong khóa này các bạn vừa được học cả cách làm báo cáo thực tập và các bạn được nhận cả bài báo cáo thực tập, bài báo cáo kiến tập mẫu. Cả hai bài này đều được từ 9 đến 9.8.
Có nghĩa là bạn Linh mà đăng ký khóa này vừa được học cách làm, vừa được xem luôn cái bài báo cáo thực tập mà người ta được 9.8 để tham khảo, xem người ta làm như nào mà người ta 9.8 vậy. Chứ còn bây giờ bạn mà tham khảo trên Grab, bạn làm sao biết được người ta mấy điểm? Biết đâu bạn tham khảo cái bài 7 điểm hay sao, đúng không? Mình đăng ký bây giờ chuyển 180k. Đúng rồi, các bạn tự trừ đi nhá, tự trừ đi 10% đăng ký này nha. Em là sinh viên năm 3, tháng 12 mới đi thực tập, làm báo cáo thực tập. Em vừa học trên trường, vừa học khóa này của thầy, được không? À, được em ạ, bởi vì khóa này thầy dạy 3 buổi. Nhưng mà em lưu ý nhá, thầy sẽ duy trì tài khoản cho em ở trên web này, để em lên em xem lại mỗi khi em cần, trong vòng 3 năm. Em hiểu không nhỉ? 3 năm cơ. Em có thể tải ngay phần mềm, thầy đã cung cấp link rồi. Tải ngay cái tài liệu, tải ngay bộ tài liệu mẫu để về để học, để làm. Và đặc biệt là được học với thầy và được xem lại record trong vòng 3 năm. Cho nên không có lo lắng gì trong câu chuyện là thầy ơi em một năm nữa mới làm, thầy ơi em sắp làm hay gì đấy. Mà em có thể áp dụng ngay cho cái môn mà em đang học trên lớp ấy, để làm bài luận ấy. Chứ không nhất thiết là chỉ áp dụng cho cái báo cáo thực tập của em đâu nhá. Thầy ơi con để còn để mà làm báo cáo kế hoạch em đăng ký khóa học kia cũng ok thầy ha. À, làm báo cáo kế hoạch thì thực sự ấy, cái báo cáo kế hoạch của mình thì mình chỉ sử dụng, mình nghĩ rằng là bạn có thể sử dụng đến một số các thống kê cơ bản, ví dụ như kiểu các cái thống kê mô tả, các cái thống kê mình nghĩ rằng mình cũng không thuộc chuyên cái ngành của bạn ở góc độ là xử lý các dữ liệu của bạn, nhưng mà các cái thống kê của bạn nó chỉ là đơn giản thôi. Còn với các cái phần mềm này nó sẽ xử lý rất nhiều các cái tác vụ, các cái thống kê rất là phức tạp, thống kê phức tạp nhá. Trong đó tất nhiên có cả thống kê mô tả. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng kiểu hơi phí ấy. Kiểu chúng ta dùng dao mổ trâu để giết gà thì hơi phí. Đấy, thì bạn có thể tham khảo thêm nhé. Khóa viết báo này mới học được ạ. Ở viết báo thì em có thể đăng ký học nào cũng được, nhưng mà tốt nhất là chúng ta phải triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học. Biết triển khai rồi chúng ta hãy học nhé. Thầy ơi có khóa nào hướng dẫn định dạng căn chỉnh không? Đây, học khóa này là chúng ta đây, mình sẽ kích đây cho các bạn cùng xem nhé. Review lại một lần nữa này. Đây này, à, cái khóa học này thì nó thật với các bạn, trong năm 2023, 2024 nó đã có khoảng độ gần 3.000 học viên học rồi, với 200 đánh giá, các bạn có thể vào xem đánh giá nhé. Đây, từ lúc mà chúng ta tìm kiếm và đặt tên đề tài đây, tìm kiếm, đặt tên đề tài, phân tích đề tài, tìm kiếm các nguồn tài liệu uy tín trong nước và quốc tế, học cách tải xuống, đọc tài liệu và tổng quan tài liệu, sử dụng phần mềm EndNote và Literature Review Table để làm, học cách tư duy xây dựng bố cục, học cách viết 12 cái phần trong phần mở đầu, 12 phần. Học cách viết chi tiết 12 phần, không bỏ qua phần nào hết. Đây là buổi số 1. Sang buổi số 2, các bạn được học cách thiết kế bảng hỏi để thảo khảo sát dữ liệu. Các bạn được học cách viết văn phong khoa học, logic chặt chẽ. Các bạn được học cách trích dẫn, các kiểu trích dẫn khác nhau, footnote, IE, APA, trích dẫn gián tiếp, trích dẫn trực tiếp. Các bạn được học cách trình bày bảng biểu, sơ đồ. Các bạn được học cách viết tiểu kết, kết luận. Các bạn được học tất cả về Word để chúng ta làm Word căn chỉnh để cho bài chúng ta đẹp hơn. Ok chưa? Tất tần tật luôn đấy. Rồi được học cách làm danh mục tuyển tham khảo tự động, danh mục phụ lục tự động hết luôn. Sau rồi các bạn được học tất tần tật về viết bài không bị đạo văn. Đây là nội dung số 6. Nội dung này là nội dung số 6, nhưng mà riêng dạy nội dung này đã mất của thầy khoảng ít nhất nửa tiếng này. Rất là nhiều thời gian. Ngoài ra các bạn có thể nhận chứng chỉ tự động, các bạn có thể tải về để phục vụ cho cái việc mà sau này các bạn xét cái gì đấy nhá. Được học 16 nội dung như vậy trong vòng 3 ngày, với tất cả những cái tiện ích đi kèm, như là tài liệu, như là bài tham khảo, như là phần mềm thầy hỗ trợ, như là thầy góp ý, như là được xem trong vòng 3 năm, như là được check đạo văn giảm 20%. Nói chung là quá quá nhiều thứ luôn. Mà nó chỉ có 180k, nhớ trong live này nhé. Sau live là không có đâu nhé. Stata và SVS. Các bạn hỏi Stata và SVS thì chúng ta sẽ học với thạc sĩ nhé. Chúng ta dành cho chương trình thạc sĩ, à dành cho chương trình tiến sĩ nhé. Đăng ký như nào, hướng dẫn lại giúp em vậy. Đăng ký đây. Đăng ký thì bạn nhìn thấy chưa? Bạn nhìn thấy kênh này chưa? Sau đó bạn kích vào đây là bạn nhìn thấy chỗ đăng ký thôi nhé. Thầy ơi video trên web có được giới hạn thời gian học không? Các bạn muốn học tối là học ngày được. Em đăng ký combo 2 được khóa thì được học khóa nào? À combo 2 à? Combo 2 này thì chính là khóa training này này, cộng với cả khóa này, khóa 3 phần mềm. Còn combo 1 chính là khóa này và khóa này. Vừa rồi có một bạn sinh viên, bạn vừa đăng ký combo 1 này này, bạn ấy học hai khóa này này. Đấy, thì chúng ta tùy nhé.
Em năm tư muốn làm khóa luận tốt nghiệp, học toàn bộ kỹ năng làm khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký khóa nào? Thầy nghĩ rằng là đối với sinh viên năm tư nhá, kể cả làm khóa luận tốt nghiệp nhá, em chỉ cần đăng ký khóa 180k này trước, học đi. Học đến khóa này là các bạn đã làm khá là bài bản rồi. Còn nếu em là thầy ơi, nhưng mà em có thêm một cái nội dung nữa là em làm với phần mềm kinh tế lượng SPSS, thì lúc đó em hãy học thêm khóa này. Còn không học khóa này mà chúng ta nhảy ngay khóa này thì nó sẽ bị mất đi một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần mà phân tích đề tài, tổng quan nghiên cứu, đọc tài liệu, sử dụng literature review table, sử dụng EndNote. Mọi thứ cơ bản là chúng ta mất hết. Chúng ta nhảy ngay vào câu chuyện dữ liệu, nhảy ngay vào chuyện bảng hỏi là chúng ta hơi bị ngợp. Bởi vì dữ liệu mà có tốt thì nó phải xuất phát từ câu chuyện bảng hỏi. Bảng hỏi có tốt thì xuất phát từ câu chuyện lý luận. Lý luận có tốt xuất phát từ câu chuyện mà bạn tìm kiếm tài liệu. Tìm kiếm tài liệu có tốt phải xuất phát từ câu chuyện bạn phân tích đề tài. Phân tích đề tài tốt phải xuất phát từ câu chuyện này ạ, làm đề tài, tìm kiếm đề tài. Cho nên bạn tư duy ngược cũng được, bạn tư duy xuôi cũng được, nhưng nó phải tạo ra một sự logic. Logic là chúng ta suy kiểu gì cũng được, bởi vì nó đều có mối quan hệ với nhau. Nhớ chưa? Nhá. Đó, mình khuyên các bạn, mình không nhìn được tên của các bạn đâu, bởi vì mắt mình nó hơi cận ấy, mấy cả là tên thì nó hơi bị che một chút. Đây, đăng ký ở đây. Click vào đây nhé các bạn nhé. Nhớ trên like nhá. Để đỡ bị mất 10%. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào bài tiếp, bài của Huyền, đi vào nội dung một chút nhé. Đây, đi vào phần nội dung thì mình chỉ lướt qua thôi. Đây, mình chỉ lướt qua thôi. Đây, mình xin chia sẻ với tất cả các bạn đang xem live một chút nhé. Tài liệu gồm những gì? Tài liệu có nghĩa là tài liệu và phục vụ học tập ấy, và các bài mẫu điểm cao nhé em nhé. Thứ nhất là Huyền ơi, khi mà viết cái phần lý do chọn đề tài thì phải có tính cấp thiết, thì thông thường người ta sẽ trình bày một cái bối cảnh. Cái bối cảnh này có thể trong nước và quốc tế, liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu của em, có liên quan đến các cái hiệp định thương mại tự do. Để mà thuyết phục được người đọc thì em cần có những cái trích dẫn khoa học ở đây, để làm sao đấy để thuyết phục cho người ta rằng là các cái số liệu, các cái bối cảnh này không phải là em nghĩ ra mà là em trích dẫn nhé. Em sử dụng được SPSS nhưng còn yếu về phân tích thầy ạ. Thế thì bạn cũng có thể quan tâm đến khóa này. Mà em nhớ cho thầy một điều nhé, trong khóa này em đăng ký em đã được giảm 10% trong lúc thầy đăng live, thì nó đã gần như em được tặng nửa khóa này rồi. Thì trong khóa này khi mà các bạn được học với giảng viên ấy, buổi mai các thầy sẽ dạy cho chúng ta về xử lý dữ liệu. Buổi sau nữa học về chạy dữ liệu. Thì khi em mắc chỗ nào em hỏi luôn, thưa thầy, cái phần mà thầy vừa dạy ấy, em cũng chạy được rồi, nhưng mà hiện nay em chạy ấy, thì kết quả nó ra nó bị như thế này này, thì theo thầy là cái nguyên nhân nó bị từ đâu, và bây giờ em phải sửa như thế nào. Thế thì bạn học trực tiếp với giảng viên thì bạn mới hỏi được chứ. Còn nếu mà bạn chỉ xem record thôi làm sao bạn hỏi được. Nhiều bạn học viên cứ bảo thầy ơi, bây giờ cứ một tháng thầy mở một lớp như vậy, mà thầy mời các cái thầy như là phó giáo sư tiến sĩ hay là các cái thầy giáo nghiên cứu sinh chuyên gia này tốn kém lắm, cho nên mở một lớp này cũng chẳng được bao nhiêu. Thế tại sao mà thầy không duy trì lớp record thôi, lớp học qua video thôi? Ôi thì nói thật với các bạn, mình cũng là giảng viên được gần 10 năm rồi. Nếu mà học qua record rất dễ chúng ta tua. Thế những cái chỗ nào quan trọng tua đời qua mất rồi. Đôi khi một câu nói của một giảng viên thôi, nó là đúc kết của người ta trong vòng bao nhiêu năm. Đáng giá ở cái câu nói đấy chúng ta tua mất rồi. Đúng không? Các bạn có tua không? Xong rồi thì chúng ta học nó nhàm chán, bởi vì học một mình. Còn đây mình học trên Zoom thì học với rất nhiều anh chị. Hoặc là có một cái câu hỏi nào mà khúc mắc cái hỏi ngay thì không quên. Chứ còn xem record là nhiều khi không nhớ đến hỏi là thôi. Thế cho nên là tại sao mà mình vẫn cứ phải mời các giảng viên một tháng là phải dạy một lớp trực tiếp là vì thế. Có thể rằng là mình sẽ hoàn thiện dần, nhưng ít nhất là mình đang cố gắng support ở góc độ là gì ạ? Giá trị cao nhất người học nhận được chứ không phải là mình nhận được. Mình nói thật đấy. Đấy, thế cho nên tại sao mà cứ phải có lớp trực tiếp là vì thế. Cứ phải có lớp Zoom là vì thế. Chứ không phải là, chứ còn thầy mở mấy năm rồi thầy luôn luôn phải có cái lớp Zoom bên cạnh cái lớp record. Record chỉ là để xem lại thôi. Còn học là phải học qua Zoom. Các bạn nhớ nhá. Đăng ký thì đây này. Và click vào đây để đăng ký nha các bạn nhé. Nếu em bận không đăng ký được thì em có thể học qua Zoom cái buổi hôm đó, bởi vì thầy sẽ có cắt nhỏ những nội dung ra cho các em xem. Em đăng ký như thế nào? Đây, bạn click vào đây và chọn khóa nhé. Nhớ đăng ký trong live là được giảm 10% nhá. Rồi. Tiếp tục xem Huyền. Đây, thầy đang tư vấn cho Huyền.
Vậy là trong phần này Huyền phải có thêm các cái trích dẫn khoa học vào cho thầy. Chứ viết cả cái phần lý do chọn đề tài mà không có một cái trích dẫn nào như này thì nó thực sự là nó yếu về mặt thuyết phục người ta. Huyền nghe chưa? Các cái số liệu về xuất nhập khẩu của Việt Nam em phải có vào đây. Cái bối cảnh số liệu em phải có vào đây. Nha. Bạn Yến này, sau khi khóa học kết thúc em có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn thêm từ thầy không? Có nhá. Sau khi học xong các bạn có thể là gửi bài nếu bạn muốn thầy nhận xét như thế này. Ok luôn. Bạn Yến, bạn Huyền, bạn ấy không phải là học viên của thầy đâu. Bạn ấy chỉ có trách đạo văn ở chỗ thầy thôi đấy. Mà thầy còn gợi ý luôn là tối nay thầy có like đấy. Mà bên thầy được cái này này. Ai mà trách đạo văn ở bên thầy nhá. Trách đạo văn được tư vấn giảm tỷ lệ miễn phí rồi. Nhưng nếu muốn được góp ý như bạn Nguyện, như bạn Huyền này này, được góp ý luôn. Đã ít nhất là được cái bố cục, được cái phần mở đầu đây, đang nhận xét phần mở đầu đây. Tiếp theo là mục tiêu nghiên cứu. Thế thì ở đây bạn Huyền viết rất là dài. Viết rất là dài mục tiêu. Thế thì Huyền nhớ thầy một điều, thông thường ấy thì người ta sẽ có cái phần mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu. Một số trường thì lại viết theo kiểu mục tiêu tổng quát và mục tiêu chi tiết. Thế thì em viết theo kiểu gì thì em cũng có thể là gì, làm cho nó rõ ràng hơn. Cái mục tiêu của đề tài này đấy, đánh giá, nghiên cứu tác động, đề xuất giải pháp, nâng cao nhận thức, vân vân. Em xem lại nhé. Bởi vì thông thường ấy, mục tiêu ấy, người ta chỉ hướng đến 1-2 mục tiêu thôi. Một cái đề tài người ta chỉ hướng đến 1-2 mục tiêu thôi. Và cái mục tiêu của đề tài này của em là gì em biết không? Đó chính là gì ạ? Xác định được các cái tác động của cái này với cái kia. Tác động lên là tác động gì? Đấy, mục tiêu của đề tài em là như vậy. Còn nhiệm vụ mà để xác định được như vậy, trình bày được như vậy thì nó đi có chuyện lý luận, nó đi có chuyện đánh giá thực trạng, vân vân. Đấy thì em nhớ nhá. Chứ không, chúng ta không viết tràn lan, không viết quá dài. Mục tiêu không phải là cái thứ mà chúng ta muốn trình bày bao nhiêu mục tiêu cũng được. Em lưu ý nhá. Khóa học diễn ra trong vòng bao lâu, có lịch học cụ thể không? Khóa học này thì học trực tiếp qua Zoom với thầy thì sẽ học vào tối 24, 26 và 27. Nhá. Còn ngay bây giờ đăng ký xong được học ngay, bởi vì có sẵn record rồi. Đăng ký ở live ghi trong phần ghi chú là đăng ký ở live hay đăng ký trong thời gian đăng live? À, trong thời gian mà thầy đăng live này, bởi vì thầy chỉ live đến khoảng độ hơn 10 giờ tối thôi, 10 giờ 10 chẳng hạn, thì em đăng ký trong khoảng thời gian đó là được. Nhá. Đăng ký trong khoảng thời gian đó nhá. Ok chưa? Rồi đến đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu thì lại một lần nữa thầy góp ý thêm là đối tượng nghiên cứu thì Huyền cũng không nhất thiết phải viết quá dài. Các bạn ơi, các bạn nhớ share nhé. Nhớ share, thả tim và đăng ký kênh để giúp mình nhé, để ủng hộ những phiên live này. Những phiên live này của mình tất cả đều là miễn phí thôi. Cho nên là cũng rất mong là các bạn ủng hộ bằng cách là thả cho thầy cái tim, đúng không? Để về mặt tinh thần. Đấy. Thì cũng giúp cho những cái người mà chia sẻ như mình, như mày, như này này, nó có thêm tinh thần các bạn ạ. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Thì ở đây đối tượng nghiên cứu em điều nghiên cứu cái gì? Đây, cuộc điều tra tìm hiểu tác động. Thôi, không phải, đây không phải cuộc điều tra. Mà em xác định luôn đối tượng nghiên cứu của mình là gì. Đối tượng nghiên cứu của em ấy, viết ngắn gọn thôi, đó chính là những cái tác động của Hiệp định Thương mại Tự do đến xuất nhập khẩu. Thế thôi. Còn phạm vi ở đâu thì đấy là Việt Nam, đấy là phần phạm vi. Đấy, viết như thầy thì em chỉ viết có đâu có mấy chữ thôi. Cần gì viết dài thế, trên phạm vi toàn quốc, cuộc tra điều tra vân vân và vân vân. Đây là phạm vi rồi em ơi. Các bạn thấy thầy nói có đúng không? Biết có mấy chữ đâu. Là xác định luôn đối tượng mà mình tập trung vào là cái gì. Cần gì mà phải viết dài này. Đấy là góp ý của thầy nhá. Còn nếu mà em thấy không, em phải viết thế này nó mới hoành tráng thì thôi, em cứ để nguyên, không sao. Đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của thầy thôi. Góp ý thôi. Còn các bạn thấy, bởi vì các bạn vẫn là người chịu trách nhiệm cho bài của mình mà, cho nên các bạn có thể quyền giữ nhé, thay đổi hay không tùy, thấy hợp lý thì hãy đổi. Ước gặp thầy lúc đi học đại học. Ok, cảm ơn các bạn. Mình được xem record trong vòng bao lâu? Thầy sẽ duy trì tài khoản cho các bạn trong vòng 3 năm, học hết đại học thì thôi nha, học hết đại học thôi. Còn nếu muốn lên thạc sĩ tiếp thì bảo thầy nha. Về phạm vi nghiên cứu, thời gian, không gian, nội dung. Rồi, bạn viết thì khá đầy đủ đây, khá là chi tiết đây. Đấy, có giải thích được cái tốt nha em nhé. Về phương pháp định lượng. À, cái này thì mình xin chia sẻ thêm với cả bạn Huyền một chút. Là các bạn nhớ nhé, phương pháp nghiên cứu thì chúng ta lên xoáy vào hai nhóm.
là các phương pháp thu thập và các phương pháp xử lý. Bởi vì xử lý thì không chỉ có định lượng mà còn có cả định tính. Cho nên chúng ta hãy nhóm vào các vấn đề về thu thập và xử lý. Giống như kiểu là cái thông tin ấy, chúng ta cần có thông tin để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Thông tin đó cần thu về rồi cần xử lý. Nhá. Thế thì không phải là phương pháp định lượng. Ở đây này. Ở đây em chỉ trình bày các phương pháp phân tích. Ở đây em là phương pháp thu thập, cũng là phương pháp phân tích. Thế thì thầy nghĩ rằng là em còn nhiều phương pháp định tính lắm, chứ không phải chỉ có hai phương pháp này đâu. Em có nghiên cứu tài liệu không? Chắc chắn là em sẽ phải nghiên cứu các cái hiệp định rồi. Thế tại sao em lại không trình bày vào đây? Phương pháp nghiên cứu tài liệu đây đúng không? Nếu mà đây gọi là phương pháp nghiên cứu tài liệu thì hai cái này của em cũng chỉ là hai phương pháp thu thập thôi. Thế không có phương pháp xử lý nào định tính à? Ví dụ như thế. Cho nên em hãy chia ra nhóm như vậy thì sẽ ok hơn. Đây là góp ý của thầy nhé. Rồi. Đấy, cứ mỗi một cái tiếng kêu như vậy là các bạn đang đăng ký cái khóa training đấy. Các bạn nhớ nhá, các bạn tự trừ đi cho mình 10% nhá. Thầy không có mã giảm giá hay là không có cái gì đâu. Các bạn cứ tự đăng ký vào đây thôi. Nhá. Rồi ok. Ở đây thì chúng ta thấy bạn chưa có một cái phần, đó là phần tổng quan nghiên cứu. Chúng ta cũng chưa thấy bạn có một cái phần, đó là phần câu hỏi nghiên cứu. Chúng ta cũng chưa thấy bạn có một cái phần, đó là nhiệm vụ nghiên cứu hoặc là nhiệm vụ hay là mục tiêu chi tiết. Đấy là một số cái phần. Hoặc là chúng ta cũng chưa thấy cái phần, đó là đóng góp của đề tài. Đấy là một số phần mà Huyền có thể bổ sung thêm nếu như thấy cần thiết. Mặt nghìn như nói thật nhé, đấy là cần thiết đấy. Còn em bổ sung không một tùy thôi, theo form của nhà trường nhé. Em muốn đăng ký khóa SVS chuyên sâu thì có cần điều kiện hay chuẩn bị những gì không? Khóa chuyên sâu này thì nếu mà bạn muốn học khóa chuyên sâu thì yêu cầu là bản thân bạn ấy phải là cái người mà có cái kinh nghiệm mà triển khai nghiên cứu sẵn rồi. Bởi vì đi vào đây là người ta sẽ đi ngay vào phương pháp, đi ngay vào các cái khung lý thuyết, đi ngay vào mô hình vân vân. Thế thì bạn cần phải đảm bảo những cái kiến thức đã học ở đây rồi. Còn nếu bạn có rồi thì thôi đi ngay vào đây được. Còn nếu không bạn đăng ký ở đây. Bởi vì khi đăng ký combo ấy nó chỉ có 1,1 triệu thôi. Có nghĩa là cái khóa này chỉ còn 100 thôi. Các bạn có thấy cái khóa gì mà 100 mà học với giảng viên 3 ngày không? Mình nói thật với các bạn, vừa rồi cái bạn học sinh ở cạnh nhà mình, bạn đi học môn toán ấy, cô giáo dạy sương sương nó 220.000 một buổi rồi. Còn đây thầy Phong thấy dạy phương pháp nghiên cứu khoa học và làm các dạng bài trên môi trường đại học 200 trừ đi còn 180 mà học 3 buổi. Duy trì tài khoản xem lại record 3 năm, xem lại bài mẫu, có gì lại được hỏi. Úi dồi ôi. Đây sẽ là 180k giá trị nhất trong quá trình mà các bạn học 4 năm đại học đấy. Mình nói thật đấy, mình không nói dối đâu nhá. Các bạn thử xem có đúng không. 80k giá trị nhất đấy. Chứ còn 80k mà cầm ra chúng ta cũng không mua được cái gì mấy đâu các bạn ạ. Các bạn nhớ nhá. Em đã đăng ký. Ok, cảm ơn các bạn. Thầy ơi, làm sao để giảm thiểu tối thiểu tỷ lệ đạo văn? Nếu mà bạn muốn giảm tỷ lệ đạo văn thì bản thân phải bạn phải hiểu rằng là đạo văn có bao nhiêu trường hợp. Bởi vì mình không biết có bao nhiêu trường hợp đạo văn thì làm sao mà mình tránh đạo văn em. Đây là trường hợp thứ nhất. Thứ hai, muốn tránh được trường hợp đạo văn thì bản thân mình cũng cần phải nắm được xem nhà trường mình quy định như nào về đạo văn. Bởi vì cái này chưa có sự thống nhất giữa các trường đại học đâu. Mỗi trường sẽ có một khác. Cái thứ ba, mình cần phải biết xem nhà trường mình trích bằng phần mềm gì. Cái thứ tư, mình cần phải hiểu xem phần mềm đó nó vận hành như thế nào. Ok chưa? Cái thứ năm, lúc đấy chúng ta mới viết bài theo tất cả những cái yêu cầu như mình vừa nhắc đến. Thì tự nhiên nó sẽ giảm tỷ lệ đạo văn thấp nhất có thể luôn. Ok chưa? Đấy, mình giảng, mình chia sẻ như vậy là chắc các bạn thấy ok luôn đúng không? Hiểu luôn đúng không? Nhỉ? Yeah. Thầy ơi, có viết báo đăng tạp chí thì có yêu cầu điều kiện kiến thức đâu đầu vào không ạ? Cái khóa này thì đúng rồi, các bạn hỏi thì mình mới lại có gợi ý cho các bạn nhé. Khóa viết tạp chí này, nếu mà các bạn như một tờ giấy trắng thì thực sự là học hơi khó. Bởi vì chúng ta sẽ học với 3 giảng viên, trong đó có 2 phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp. Mà ở đây nó còn có là công bố quốc tế nữa. Cho nên là nó sẽ có những cái yêu cầu nhất định. Thông thường rằng là các cái nghiên cứu về dạng định lượng thì nó sẽ dễ công bố hơn. Thì ở đây các thầy còn có các cái chuyên đề liên quan đến phần mềm kinh tế lượng. Cho nên mình khuyên thật, cái này chắc là mình cũng sẽ phải sửa vào đây, là yêu cầu các anh chị ít nhất cũng đã đang triển khai một đề tài cụ thể nào đó. Ít nhất là mình đang phải triển khai một đề tài cụ thể nào đó. Ngoài ra, nếu mà công bố dưới các cái bài viết định lượng thì ít nhất các anh chị cũng cần phải có thể sử dụng được một cái phần mềm kinh tế lượng cụ thể nào đó. Ít nhất có thể là SVS
hoặc là Stata. Bởi vì khi người ta nói về các cái phần mềm, bởi vì trong khóa này, đây mình kích về cho các bạn xem nhé. Trong khóa này các bạn học với hai phó giáo sư rồi, toàn là những thầy mà dưới 40 tuổi nhưng mà đã công bố 3, 40 bài, 50 bài quốc tế. Trong đó có những thầy mà 40 bài Q1. Các bạn thấy kinh khủng không? Các bạn nhìn này, người ta sẽ dạy cho các bạn cách lên ý tưởng, rồi cách viết một cái cấu trúc một cái bài báo theo chuẩn IMRAP của quốc tế. IMRAP có nghĩa là Introduction, Method, Result and Discussion. Viết như thế nào? Rồi người ta dạy cho các bạn viết từng mục cụ thể như abstract viết nào, introduction viết nào, literature review viết nào. Người ta dạy cho mình viết hoặc là trình bày các cái nội dung liên quan đến cái phương pháp nghiên cứu. Người ta sử dụng dạy cho mình cách chúng ta thu thập thiết kế phiếu khảo sát để xử lý các cái dữ liệu. Người ta dạy cho mình sử dụng các cái phần mềm kinh tế lượng nào cho một cái bài viết nào là phù hợp, chuyên ngành nào. Xong rồi người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách chúng ta lựa chọn tạp chí uy tín, tránh những tạp chí lởm, cách chúng ta submit như thế nào và thực hành và tư vấn cho giảng viên, cho từng người học. Còn bản thân mình vẫn là cái người phải tự vận hành một cái đề tài của mình. Và sau khi mà mình viết xong, mình hoàn toàn có thể gửi cho giảng viên để nhờ thầy có thể là góp ý thêm để mình hoàn thiện hơn. Bởi vì tất cả các cái giảng viên, cụ thể là hai phó giáo sư tiến sĩ đây, đều là các reviewer của các tạp chí trong nước và quốc tế. Có nghĩa các thầy vừa là reviewer của tạp chí trong nước, vừa là reviewer của tạp chí nước ngoài. Thế cho nên các thầy đóng vai trò là người phản biện, cho nên các thầy sẽ góp ý thêm cho mình. Ngoài ra bên mình còn có các cái dịch vụ như là translation, proofreading hay editing để phục vụ cho các công bố quốc tế. Cho nên mình đang xây dựng một cái hệ sinh thái mà nó khá là toàn diện từ A đến Z. Với các cái dịch vụ như là translation, proofreading, editing, dịch vụ tư vấn 1-1 với chuyên gia, dịch vụ check đạo văn. Đấy, hoặc là trong cái dịch vụ editing này thì các bạn sẽ được editor người ta tư vấn đăng tạp chí nào cho phù hợp luôn. Vậy là mình đang xây dựng một cái hệ sinh thái từ sinh viên năm nhất, thậm chí từ các bạn sinh viên, các bạn là sinh viên học sinh cấp 3 tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học hành vi ở dưới phổ thông, cho đến tận các anh chị tiến sĩ giảng viên với các khóa khác nhau. Một cái hệ sinh thái mà nó khá là đầy đủ các hệ. Đấy, các bạn nhớ nhé. Em muốn tư vấn giảng dạy đạo văn. Ok nhé. Thầy ơi, báo quốc tế tỷ lệ trùng lặp bao nhiêu hợp lý ạ? À, cái này thì tùy. Ví dụ như mình lấy ví dụ như hôm vừa rồi mình có gửi một cái bài hồi tháng 3 mình có gửi một cái bài cho một tạp chí quốc tế, thì mình nhớ đâu đó là nó yêu cầu là mười mấy phần trăm ạ. Em ạ, mười mấy phần trăm ạ. Check bằng Turnitin in. Còn cũng là tầm này năm ngoái thì mình có gửi cho một cái hội thảo khoa quốc tế. Nó check bằng cái phần mềm là Authenticate. Thì cái phần mềm đó nó yêu cầu là khoảng độ 40%. Các bạn biết 40% nhiều không ạ? Nó không miễn trừ bất cứ một cái thứ gì. Và tất cả bài của mình đều viết hoàn toàn là trích dẫn gián tiếp. Chỉ trùng đâu đó một cụm vài từ thôi, nhưng mà nó cho phép là dưới 40%. Như vậy cũng rất là ok. Các bạn đừng nghĩ là 40% là nhiều nhá. Đấy, không miễn trừ cái gì hết. Còn nhá, các bạn biết không, khi chỉ cần áp dụng miễn trừ vào một cái thôi, bài của mình đang từ 40% xuống còn có 15% thôi. Đấy. Còn nếu mà xét về khía cạnh mà như các cái trường khác ấy, thì nó rơi đâu đó khoảng 15%. Vậy là các bạn thấy không, công bố quốc tế hay là một cái hội thảo quốc tế chuẩn chỉ thì người ta chỉ cho phép nếu mà có miễn trừ nhá, khoảng độ 10-15%. Đây là đối với mình đã trải nghiệm qua hai cái hội thảo về một cái công bố đó. Còn đối với những người khác thì mình không biết nhá, mình chỉ nói với trải nghiệm của mình thôi. Mình không thể lấy số gọi là cho tất cả mọi người được. Đấy là bạn hỏi thì mình trả lời như vậy nhé. Ôi ok, mệt quá. Đấy, mình đã review rất nhiều nhé. Các bạn đăng ký, tối nay đăng ký cũng rất là nhiều rồi. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ là tự bản thân các bạn trừ đi 10% nhé. Đây, đăng ký qua đây nhá. Bây giờ thầy Phong lại quay trở lại tiếp nhận xét cho bạn Huyền. Bởi vì suốt từ nãy giờ chưa xong. Thầy ơi, làm tiểu luận hiện tại có các đề mục nhưng chưa biết nên triển khai như thế nào. Rồi, bây giờ nhé, mình sẽ trả lời nốt cho bạn Trang này này, sau đó mình sẽ quay trở lại bạn Huyền nhé. Thầy ơi, em đang làm bài tiểu luận, hiện tại có các mục đề mục rồi nhưng chưa biết triển khai nào. Thế thì mình xin chia sẻ luôn với bạn Trang, với tất cả các bạn đang ngồi xem live, đó là em cần phải xem lại luôn cho thầy cái mục mà em nói rằng là đã có bố cục rồi. Đây, đây nhá, mình sẽ hướng dẫn luôn miễn phí cho Trang luôn này, để Trang hiểu này, tại sao là không biết cách triển khai này. Tất cả các bạn cùng xem nhé, xem mình nói có đúng không nhé.
Bởi vì mình cũng đã trải qua thời sinh viên rồi, và mình cũng đã làm thầy, cho nên là mình hiểu được cái cảm giác của các bạn. Các bạn nhìn này, bạn Trang nói rằng á, hiện nay bạn đã có bố cục rồi, có nghĩa là bạn đã có cái mục số 4 này rồi này, các bạn nhìn này. Đây, bạn đã có cái này rồi, nhưng bây giờ bạn không biết triển khai như nào tiếp. Nói thật với các bạn ấy, là thông thường đến đoạn này mà có bố cục rồi ấy, thì người ta sẽ không bị mắc lỗi giống bạn đâu. Người ta chỉ mắc lỗi giống bạn khi sao? Khi mà người ta không làm mục 1, mục 2, mục 3 mà người ta ra ngay được mục 4 này thì người ta mới mắc giống bạn. Và mình cũng đang suy nghĩ rằng là bạn đang bị mắc ở chỗ là bạn chưa làm tổng quan nghiên cứu. Các bạn nghe nhé. Đầu tiên, làm bài tiểu luận giảng viên người ta gửi cho mình đề bài, mình phải biết cách phân tích xem đối tượng nghiên cứu là cái gì, câu hỏi là cái gì, người ta yêu cầu mình trả lời câu hỏi gì, đúng không? Phạm vi ở đâu, vân vân. Sau đó mình đi tìm tài liệu, bao nhiêu là tài liệu, sách báo, tạp chí nó viết về cái chủ đề đó. Tự nhiên trong đầu mình đã có một cái background về cái chủ đề này rất là nhiều, rất là sâu sắc. Sau đó mình tiến hành gì? Đọc tài liệu, và mình đưa tài liệu vào một cái phần mềm để hỗ trợ cho mình trong quá trình mình đọc và mình trích dẫn. Sau khi mình đọc, mình hiểu về vấn đề rồi, mình mới sắp xếp các cái ý trong đầu của mình để trả lời được cho câu hỏi nghiên cứu này thành một cái bố cục theo một cái cấu trúc logic. Sau đó khi mình đã có bố cục ngon rồi, mình chỉ việc là gì? Lấy thông tin từ các nguồn, ví dụ các nguồn thứ cấp, các nguồn sơ cấp, để mình trả lời, để mình điền vào các cái nội dung mà mình đã vẽ ra ở phần bố cục. Nhớ, trích các cái nguồn trích dẫn thứ cấp, viết đến đâu trích dẫn đến đấy, bằng cái phần mềm, chính xác là phần mềm này. Cho nên tại sao mình mới tạo ra được một cái khóa học mà nó logic chặt chẽ từ trên xuống dưới, viết đến đâu trích đến đấy, cách viết của các mục như thế nào đều dạy bài bản. Chứ tự nhiên mà em đang ở đây mà em lại không biết làm gì tiếp, thầy đang đồ rằng là em chưa làm 3 cái bước bên trên này. Không biết là thầy nói như vậy Trang có thấy đúng không? Trang ơi, thầy nói như Trang như vậy, không biết Trang thấy đúng không? Trang đúng, Trang bỏ đúng cái nhá, xem có đúng không. Rồi, thì nên chia mục như thế nào? Tại nó nhiều quá. Đúng rồi, thế này thì thầy lại chia sẻ tiếp với bạn Healing một chút. Dạ vâng ạ, đúng ạ, đấy chưa, thầy nói đúng phóc luôn Trang này. Thế cho nên tại sao thầy mới nói rằng là những bạn nào mà chưa làm 3 mục trên mà xây dựng bố cục, 90% cái mục của em xây dựng trong bố cục nó còn đang bị lỗi cơ, chứ chưa phải là biết viết nhào đâu. Bây giờ nhá, thầy lại bật mí thêm một điều nữa để trả lời cho bạn Healing này nhá. Bạn Healing nói rằng là có quá nhiều mục như vậy, làm sao mà tôi biết được cái mục gì. Ok Healing ơi, em tập trung nghe này. Khi em có một tên đề tài hoặc em đi tìm kiếm tên đề tài, em xây dựng được cái người ta gọi là em xác định cái câu hỏi nghiên cứu. Thế khi em xác định câu hỏi nghiên cứu rồi thì em cần phải biết được là bây giờ mình sẽ phải thu thập các thông tin gì để mình trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của mình, đúng không? Tiếp, để mà tập trung trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của em thì nếu mà có cần phải khảo sát các cái câu hỏi liên quan đến khảo sát, các câu hỏi liên quan thực trạng, thì bản thân em phải trình bày các cái mục nội dung trong thực trạng. Nhưng mà để mà có được các cái nội dung nào, biết được khảo sát các nội dung nào trong thực trạng, thì bản thân mình phải có một cái điểm tựa, đó là cơ sở lý luận. Mà cơ sở lý luận nó là cái gì? Dẫn đầu tiên của cơ sở lý luận đó là hệ thống khái niệm, đúng chưa? Sau nó đi vào các cái nội dung, nội hàm của cái đối tượng nghiên cứu. Sau đó em đi vào các cái vấn đề có xoay quanh nó. Vậy là em đã biết là có các mục gì trong chương 1 chưa? Biết rồi, đúng không? Sang chương 2, đó chính là các cái nội dung của chương 1 liên quan đến phần nội hàm, nhưng tôi không trình bày góc độ lý luận mà tôi trình bày góc độ khảo sát. Vậy là dữ liệu của em lúc này là dữ liệu sơ cấp, chứ không phải thứ cấp như chương 1, đúng không? Sang chương 3, em muốn đề xuất giải pháp thì em lại bắt buộc phải có cơ sở, em lại bắt buộc phải có gì? Các cái nội dung, các giải pháp cụ thể. Vậy là thầy đang giải thích ở góc độ chung như vậy thôi, nhưng áp dụng vào từng bài thì em sẽ biết cách là gì. À, vậy là có bao nhiêu mục nó đang bắt đầu xuất hiện ra rồi đấy. Chưa kể câu chuyện là em làm tổng quan nghiên cứu, em tham khảo rất nhiều bài của các anh chị, của các thầy cô, của các nghiên cứu, thì em sẽ biết cách là mình lựa chọn những cái mục gì để mình đưa vào trong bài của mình. Đấy, sắp các mục nhỏ như thế nào. Thầy nói rồi, cái phần mà thầy vừa đưa ra ấy, để mà được ấy, thì em cần phải triển khai các bước này, chứ không phải kể cả đối với thầy cũng không thể nào mà ngồi mà tưởng tượng ra cái bố cục này đâu. Bản thân thầy cũng đang triển khai một cái đề tài cấp cơ sở, làm sao mà thầy ngồi thầy tưởng tượng được ra được cái mục lục. Cái mục lục mà lúc mà thầy nộp đề cương với cái mục lục mà khi thầy triển khai, em ơi, nó còn phải điều chỉnh. Thậm chí trước khi mà thầy bảo vệ, thầy vẫn phải điều chỉnh.
Bởi vì trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta lại đọc tài liệu này, đọc tài liệu kia, phát hiện ra những vấn đề này, phát hiện những vấn đề kia, chúng ta lại phải đưa vào trong bài của mình. Tự nhiên cái bố cục nó cũng có sự thay đổi. Nhưng về cốt cán, các chương, các mục lớn thì ít khi thay đổi. Nhưng các mục con hoặc là các cái tiểu mục thì có nhiều khi thay đổi. Ví dụ như vậy nhá em nhá, phải triển khai từng bước. Chứ bây giờ em hỏi là thầy ơi, với cái đề tài này thì có các mục gì? Thầy phải là cái người chuyên gia về lĩnh vực đấy, thầy mới có thể nói ngay được. Còn nếu mà thầy là cái người mà chỉ am hiểu bình thường thôi, hoặc là biết, thì thầy vẫn phải làm theo từng bước này, thì thầy mới có thể ra được cái bố cục tốt nhất. Nhá Hiếu Linh nhá. Ok. Ôi, giảng như vậy các bạn có thấy nó có dễ hiểu không ạ? Mình chia sẻ các bạn như vậy các bạn có thấy dễ hiểu không? Cứ thật lòng đi nhá, không sao. Rồi. Đi vào cái câu chuyện của bạn Huyền tiếp. Đó là cái phần khái niệm xuất khẩu. Ở đây thì có mấy cái nội dung muốn chia sẻ với bạn thôi. Đó là về cái vấn đề mà các cái khái niệm mà bạn trích dẫn nhá. Cái vấn đề mà bạn trích dẫn ấy, thì ở đây nó bạn cần phải trích dẫn nó chuẩn chỉ hơn các khái niệm đây này. Cái thuyết Hector Olin này chẳng hạn này, hoặc là Adam Smith này, vân vân này, bạn cần phải trích dẫn nó chuẩn chỉ vào nhá. Chứ không phải theo thuyết này, theo thuyết này nó còn ở trong tài liệu nào, nghiên cứu nào. Ví dụ như vậy thì bạn cần phải trích dẫn nhá. Ví dụ đây, mình có một cái bài này của bạn này, Ctrl C Ctrl V. Sorry, nhầm rồi. Ctrl C Ctrl N Ctrl V. Ví dụ đây mình có một cái phần viết của bạn như này. Ví dụ bây giờ bạn muốn là trích theo ông nào đó chẳng hạn, đúng không? Thì ở đây ví dụ đây là cái phần mềm mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái trích, trong cái khóa training đây. Chờ một xíu nhé, nó đang hiện ra. Đây nó đang quay này. Rồi, ok ra nhé. Thì ví dụ như là bạn Huyền muốn trích dẫn của tác giả nào đó thì bạn phải chọn tài tên của tác giả. Sau đó bạn quay trở về cái bài viết của bạn. Bạn đặt con trỏ chuột tại cái vị trí mà bạn muốn trích, đúng không? Sau đó bạn trích dẫn. Các bạn xem nhé. Rồi. Xong luôn. Đấy. Thế thì nó phải có các thông tin của tài liệu, được chưa? Và nó xuống ngay danh mục tự tham khảo, chứ không phải là trích như của em, nó không có thông tin đầy đủ đâu. Như thế này là không thông tin đầy đủ đâu. Em có thể thuyết này, nếu mà thuyết này nổi tiếng thì người ta có thể biết, nhưng mà em vẫn có thể trích dẫn để trích dẫn nó đến một cái tài liệu nào, thuyết này được trình bày trong tài liệu nào hay được đưa ra vào năm nào, vân vân. Thì nó phải được trích dẫn nhé. Bởi vì cái thông tin này là thông tin em trích dẫn ở đây. Em nó không phải là của em mà là của cái thuyết này. Thì thuyết này ở trong tài liệu nào hay như thế nào em cũng cần phải trích dẫn. Em có thể đổi style trích dẫn thoải mái nhé. Đấy, đây này, đổi style đấy, nó chuyển sang style IE đấy. Dạ vậy lúc đọc đề cương xong, sau đó các mục con mình có thể thay đổi trong quá trình làm được không? Vẫn có thể đổi được nhé. Đối với khóa luận tốt nghiệp hay nghiên cứu khoa học, các bạn vẫn có thể đổi được, được chưa? Bình thường mà, thạc sĩ còn đổi cơ mà. Ngày xưa mình học thạc sĩ ở bên Đại học Quốc gia Hà Nội nhá, thì sau cái quá trình bảo vệ đề cương, mình vẫn có thể điều chỉnh đề cương. Miễn sao khi ra hội đồng cái bản cuối cùng của bạn ấy, người ta chấm là chấm bản cuối cùng ấy. Đấy, nhưng bạn vẫn phải làm đề cương để xem, để hội đồng người ta duyệt đề cương của bạn, người ta xem là cái khả thi hay không nhá. Thầy ơi, sang năm em làm khóa luận tốt nghiệp, em nên tìm đề tài như thế nào cho sáng tạo? Em không biết làm mục đồ tham khảo vân vân và vân vân. Ok. Nói chung là cả hai bạn này, cái vấn đề của các bạn sẽ đều được giải quyết trong khóa training này nhá. Từ cách đặt tên đề tài, như đối với bạn nào không biết cách đặt tên, rồi tìm tài liệu, rồi trích dẫn đủ mọi thứ ở đây này. Đấy nhá. Thì cái khóa này trong cái phiên live này các bạn sẽ đăng ký, các bạn sẽ được giảm 10% nhá. Đây, kích vào đây. Được chưa? Kích vào đây. Kích vào đây để đăng ký nhá. Được chưa? Tự giảm đi 10%, không cần phải có mã giảm giá gì đâu. Đấy. Thì mình vừa góp ý cho bạn Huyền. Đây. Các nội dung sau Huyền cũng làm vậy nhá. Đây này em này. Các cái nội dung này thầy đoán là em cũng đi tham khảo thôi, nhưng mà em chưa có trích dẫn gì đâu. Đấy. Cái việc mà em trích dẫn trong bài thì thấy nó rất là thưa, đặc biệt là các nội dung này em không được cách ra nhảy đâu. Đấy. Các cái thông tin này cũng phải là trích dẫn, thầy đoán là không phải là em nghĩ ra, chắc chắn rồi. Đấy, cho nên cái việc trích dẫn của em đang mắc một cái lỗi rất là lớn. Rồi. Đấy. Thì đối với bài của Huyền thì Huyền có thể xem lại ngay tất cả những cái gì mà thầy có ý, từ bố cục, từ phần mục lục, từ phần trích dẫn, em xem lại hết. Thì nếu em điều chỉnh được tốt thì ít nhất nó sẽ lên khoảng, cho em bài của em khoảng 1 điểm đến 1 điểm rưỡi nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi tiếp nhé. Rồi, bài của Huyền xong này. Bây giờ mình hỏi này. Ở đây còn 2, 4, 5 bài nữa.
các bạn đã vào chưa? Ví dụ bài này có tác giả nào đã vào chưa? Đây, phân tích sản xuất nho tại của nông hộ tại Ninh Thuận này. Bài này bài của Hiếu à? Đúng không? Hiếu ơi, Hiếu, bài này bài của em đúng không? Hay bài của ai? Dạ em ạ, ok ok. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài của Hiếu nhá. Rồi Huyền. Bây giờ mình sẽ thử check đạo văn. Thì tải cái bài đạo văn của Huyền lên nhá. Xem bài của Huyền đang bị đạo văn bao nhiêu phần trăm nhá. Check đạo văn ở bên mình thì không bị lưu bài. Cho nên các bạn muốn check bao nhiêu lần được, chả ảnh hưởng gì cả. Check 100 lần được, không bị lưu bài trên hệ thống, mà nó chỉ quét ra em đang trùng bao nhiêu phần trăm thôi. Cho nên các bạn check thoải mái. Mình sẽ check thử cho Huyền, sau đó mình sẽ tư vấn cho Huyền nếu như mà có thời gian nhé. Còn nếu không ít nhất Huyền cũng biết được, bởi vì bạn Huyền đã liên hệ với bên mình để check rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ check thử xong lát nếu có thời gian mình sẽ tư vấn thêm cho Huyền. Bởi vì tư vấn trên live này thì em nghe em sẽ dễ hiểu hơn. Bởi vì khi bạn check thì bạn trợ lý của mình ấy cũng tư vấn cho bạn rồi. Nhưng mà thôi, nếu mà trên live mà tiện thì mình sẽ tư vấn luôn cho Huyền. Còn nếu mà không thì 16 tháng 7, hôm nay 17. Không biết có tải lên có được không nhỉ? Thôi thử tải thử xem này. Bạn Huyền nhé, viết tắt là H này. Bài của Huyền khá là dài. Đấy, sau khi tải lên thì chúng ta chờ cho nó load nhé. Bởi vì bài càng dài thì upload càng lâu. Chờ một xíu. Sau đó mình sẽ quay trở lại, mình sẽ nhận xét bài cho bạn Minh Hiếu nhé. Các bạn ơi, các bạn nhớ nhá, chúng ta chỉ đến hơn 10 giờ thôi mà bây giờ đã là 50 rồi. Vậy chỉ còn hơn 10 phút thôi. Cái gì đây? Bạn gì đây? Bạn Monica. Em đã đăng ký khóa học qua web rồi ạ. Ok, cảm ơn Monica nhé. Monica, em sẽ check email nhé. Để các bạn support cho em kích hoạt nhé. Thầy nghĩ sao về vấn nạn xử lý dữ liệu khi làm nghiên cứu khoa học? Thực ra thì mình cũng không biết là vấn nạn ở đây bạn muốn nói là vấn nạn gì. Mình nghĩ rằng là cái dữ liệu ở đây ấy, thì như mình nói là mình không biết bạn nói đến vấn nạn gì. Nhưng bản thân mình ấy, thì cũng thấy rằng là sau khi mà nhiều trường áp dụng cái phần mềm trích đạo văn, hay là bản thân mình cũng thế, thì mình thấy rằng là nhiều cái số liệu mà các bạn đi khảo sát nhiều khi nó cũng không đúng, nhiều khi nó không được chính xác. Đấy, thì đôi khi cái số liệu đấy nó cũng có thể là các bạn có thể ngụy tạo. Thì cái này thì mình cũng không biết, cái này nó cũng phải tùy thôi. Chứ còn thì thực sự là nếu mà các bạn mà làm được tốt, làm được đúng, thì cái việc mà nghiên cứu khoa học, cái việc mà xử lý dữ liệu, nó giúp cho các bạn có cái con mắt tinh đời hơn. Tinh đời hơn có nghĩa là gì? Bạn có thể nhìn thấy được những vấn đề, bạn có thể tìm được những thông tin, đầu óc của bạn vận hành liên tục. Bạn sẽ vận dụng mọi khả năng giác quan của mình, mọi cái mối quan hệ của mình, để bạn tìm được cái câu trả lời cho cái vấn đề nghiên cứu của mình. Thì sau mỗi một cái đề tài như vậy, bạn sẽ trưởng thành rất là nhiều. Đấy là cái trải nghiệm của mình nhá. Mình lấy ví dụ thôi, khi mà mình làm khóa luận tốt nghiệp hay là khi mình làm nghiên cứu khoa học ấy, mình gần như vận dụng mọi mối quan hệ. Có những cái cuộc gọi điện thoại bình thường làm sao dám gọi, ngại lắm, sợ lắm, sinh viên năm 3 năm 4 sợ lắm, ngại lắm. Nhưng mà vì số liệu, vì dữ liệu bắt buộc mình phải gọi điện thoại. Thế mà khi mình gọi điện thoại thì mình phải nói như thế nào? Thế thì mình phải có một cái kịch bản trong đầu. Thế cái kịch bản đấy ở đâu ra mà có? Đó chính là chúng ta vận dụng cái trí thông minh, vận dụng cái khả năng của mình. Thế thì qua những cái lần gọi điện như vậy, qua những cái lần mà hẹn gặp như vậy, qua những cái lần mà mình, ví dụ như mình hẹn gặp người ta, hẹn gặp người ta thì làm sao để câu chuyện bắt đầu? Thì đôi khi chúng ta cũng có một cái món quà tặng người ta chứ. Thời gian rảnh đâu người ta tiếp mình, những chú giám đốc, những chú cấp cao, những chú phó tránh văn phòng này kia, người ta gặp mình, người ta cho mình phỏng vấn, người ta cho mình dữ liệu, người ta thu thập. Thì người ta chả đòi hỏi mình đâu, nhưng mà mình cũng tặng quà. Thế thì bao nhiêu cái thứ mà tặng quà, bao nhiêu cái thứ mà mình gọi điện thoại đấy, bao nhiêu cái thứ mà mình chuẩn bị trong đầu, mình kịch bản là mình nói chuyện như thế nào để xin người ta một phút để nói, để thuyết phục người ta cho mình gặp, bao nhiêu cái kỹ năng, bao nhiêu cái vận dụng như vậy, nó từ đâu ra mà có? Bình thường có đâu? Bình thường không có nhá. Nhưng mà trong những cái tình huống bắt buộc, khi mà chúng ta làm bài nghiên cứu khoa học như vậy, bản thân các bạn phải có. Một lần bạn làm được rồi thì những lần sau nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và dần dần nó thành cái kỹ năng. Hết về, bây giờ bạn ngồi trước một chú tránh văn phòng bạn phỏng vấn, thế thì mấy hôm nữa bạn ra trường bạn đi phỏng vấn, ngồi trước hội đồng, bạn có tự tin hơn không? Tự tin hơn.
Thế khả năng bạn đỗ trúng tuyển cao hơn không? Cao hơn. Tự nhiên làm nghiên cứu khoa học cũng cho mình cái cơ hội việc làm luôn. Ô, chúng ta đi học là để chúng ta đóng tiền, để chúng ta được rèn luyện mà. Thế tại sao bây giờ cái việc rèn luyện đấy bạn lại ném cho AI? Cái việc rèn luyện đấy bạn lại là ngụy tạo. Cái việc rèn luyện đấy bạn lại ở nhà, bạn bịa ra. Thế thì chúng ta chỉ có một cái kỹ năng thôi, đấy là kỹ năng bịa. Sau này nói dối giỏi lắm, bịa giỏi lắm, còn thực tế thì không có gì. Đấy là cái câu chuyện mình đang xin chia sẻ, mình không nói ai nhé. Mình xin chia sẻ ở góc độ là đi học làm bài cho chúng ta cái gì. Cho nên nhiều bạn nói là ôi thôi thầy ơi, ba cái bài đấy là toàn là đề tài giấy thôi, không dùng được. Đúng rồi, nó không áp dụng được trong thực tế đâu, nhưng mà nó cho cái người học được một cái quá trình trải nghiệm và người học trưởng thành. Chứ nó thì chưa chắc nó dùng được đâu. Mình xin chia sẻ thật như vậy nhé. Ờ, thầy nói rất chuẩn ạ. Cảm ơn bạn. Đây là cái toàn hoàn toàn là góc độ của mình. Bởi vì mình đã trải qua chủ nhiệm lớp rất nhiều lớp. Mình đã phụ trách về hoạt động khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học ở khoa mình cũng gần chục năm. Và mình cũng học và thỉnh giảng cho nhiều trường. Cho nên là cái nhận định của mình ấy, nó vẫn luôn luôn khuyến khích các bạn làm bài. Chứ không phải là vì câu chuyện là vì mục tiêu gì đâu. Đây mình sẽ gõ enter. Đây này, hiện nay bài của bạn Huyền là 51% đạo văn này, trùng luôn với số người mà đang xem live luôn. Rất là duyên luôn nhá. Có số 51. Đấy, hiện nay bài của bạn đang trùng 51% đấy Huyền ơi. Mà thầy đang không biết là trường em cho phép em trùng bao nhiêu phần trăm nhá. Ừ, cảm ơn bạn. Đấy, bài của Huyền đang trùng 51% này Huyền này. Ok nhá. Thế thì Huyền phải, lần cuối em check là 35 đúng không? À, lần cuối thầy Huyền check là 35. Bởi vì sao? Bởi vì là chưa áp dụng tiêu chí miễn trừ vào đây. Nhưng mà thầy đang để nguyên con số thô ấy, để Huyền biết được là bài của em là bao nhiêu phần trăm. Còn câu chuyện là áp dụng tiêu chí vào đây thì bài của em sẽ giảm. Huyền hiểu chưa? Bây giờ nhá, thầy sẽ hỏi Huyền thêm một chút về tiêu chí, là nó ra ngay cội nguồn của vấn đề thôi. Đây nhá, bây giờ mình sẽ tích vào đây này để Huyền xem tiêu chí nhá. Đợi tí. Rồi xong là sau đó mình quay trở lại bài của bạn Minh hay bạn gì nhá. Minh chờ tí nhá. Minh Hiếu hay gì đấy. Thầy có một cái nhược điểm là quên tên rất nhanh. Không hiểu sao đầu óc chán thật. Rồi đây 51% này. Trong đấy có một cái nguồn là em nộp cho trường Foreign Trade. Chắc là trường ngoại thương đúng không? Đây, tiêu chí miễn trừ đây. Hiện nay thì bài của em mới chỉ được tiêu chí miễn trừ hai tiêu chí này thôi. Hình như bài của em được thêm một cái tiêu chí nữa là 1% đây đúng không Huyền? 1% đây đúng không? Thử xem nhé. Đấy. Đây này, Huyền nói là lúc trước em check 35% đúng rồi. Đây này. Thế thì hiện nay của em tầm 39% em ạ. Nhá. Thì em vừa nói là em check lần cuối là 35 đấy. Có khi em sửa nó tăng lên 39 rồi. Đấy, sửa, biết cách sửa nhá. Đấy, đơn giản như bài của Huyền này thôi. Bây giờ nhá, thầy sẽ tải về. À, Huyền đã được cái bạn trợ lý của thầy check chưa? Được check chưa? Nếu mà check rồi thì bạn ấy sẽ tư vấn cho em nhé. Thầy chia sẻ một số. Chưa ạ, em gửi bài cho bạn ấy chưa? Huyền gửi bài cho bạn chưa? Thì thầy bảo bạn ấy check và tư vấn cho em. Chứ còn trên live này sợ là không đủ thời gian ấy. Ok, thầy bảo bạn nhé. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bài của bạn Minh trước nhé. Bây giờ là vừa rồi thầy đã check thử cho bạn Huyền để bạn Huyền biết là bao nhiêu phần trăm. Còn nhận xét nội dung thì thầy nhận xét rồi. Ok, bây giờ thầy sẽ đi vào bài của bạn Minh. Không thì lại hết thời gian của bạn. Rồi ok nhá, vẫn là như mọi khi thôi. À các bạn ơi. Ừ ok, cảm ơn Huyền nhá. Các bạn ơi, các bạn lưu ý nhá. Đâu rồi. Thầy tắt cái này đi nhá. Các bạn ơi, các bạn nhớ nhá, các bạn đăng ký khóa training ấy trong live hay bất cứ khóa nào trong live chúng ta sẽ được giảm 10% nhá. Đây, đăng ký qua đây này.
Và bây giờ thời gian nó chỉ còn khoảng độ 10 phút thôi. Các bạn nhớ nhé, không thì đừng để phí nhé. Rồi bây giờ bài của bạn Minh. Phân tích hiệu quả sản xuất nho của nông hộ tại Ninh Thuận. Thế thì cái hiệu quả sản xuất nho là cái đối tượng nghiên cứu này. Đấy, của ai là khách thể, tại đâu là phạm vi. Đấy, thế thì nhìn vào một cái tên đề tài thì chúng ta nhấp nhấp vài cái như vậy để chúng ta biết được là chúng ta phải nghiên cứu cái gì, ở đâu, như thế nào nhé. Ok. Rồi, đây là về đầu tiên nhá. Bây giờ tiếp tục đi vào phần nội dung này. Đây là phần chữ viết tắt, em phải kẻ bảng cho đẹp nhé em nhé. Thầy ơi, em vừa hết năm 3, có quá muộn không ạ? Không biết quá muộn cái gì. Quá muộn để yêu à, hay quá muộn để cái gì? Rồi, quá muộn chắc là quá muộn để làm khóa luận tốt nghiệp à. Quá muộn để làm nghiên cứu khoa học đúng không? Thực ra năm vừa mới hết năm 3 sang năm 4 thì thầy khuyên thật nhá, thầy khuyên thật này. Sang năm 4 ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ phải làm. Ví dụ như là sang năm 4 các bạn sẽ phải hoàn thiện các cái chuẩn đầu ra, ví dụ như tiếng Anh, ví dụ như tin học. Các bạn phải làm khóa luận tốt nghiệp hoặc là học hai môn thay thế khóa luận tốt nghiệp. Mà nếu như em lựa chọn thêm nghiên cứu khoa học nữa, à sang năm 4 các bạn còn phải đi thực tập nữa. Cho nên em phải lựa vào cái sức của mình để lựa chọn, chứ không phải là chúng ta làm tất xong cuối cùng chúng ta bị choáng ngợp, chúng ta không ra được trường thì lúc đấy chúng ta còn khổ hơn. Cho nên các bạn hãy lựa chọn làm sao cái phương án cho nó hiệu quả nhé, chứ không phải là thấy hay quá làm luôn đâu. Thế cho nên tại sao mình mới khuyên các bạn là nên làm từ năm 2 cho nó có trải nghiệm, sang năm 3, năm 4 thì chúng ta làm khóa luận cho nó an nhàn nhá. Rồi, đặt vấn đề đấy. Bài vừa rồi của bạn Huyền thì là lý cái gì đây, tính cấp thiết. Bài của bạn Minh thì là đặt vấn đề. Mỗi một bài, mỗi một trường lại có một kiểu khác nhau. Rồi. Thế thì bây giờ thì xin chia sẻ với bạn cả bạn Minh nhá. Đây, nhìn đi, các bạn nhìn đi. Tất cả các cái nội dung này, số liệu thì tràn ngập nhưng mà lại không có một cái trích dẫn nguồn nào thì em cần phải xem lại ngay. Tiếp, khi viết một cái phần này thì chúng ta viết 5 ý. Ý thứ nhất là cái bối cảnh thầy vừa nói rồi. Thứ hai là cái tầm quan trọng của vấn đề. Thứ ba là cái tính cấp thiết. Thứ ba là khoảng trống. Thứ tư là cái tính cấp thiết. Và thứ năm là kết lại cái đề tài của mình. Viết 5 ý như vậy thôi, viết ngắn gọn thôi. Mỗi cái có thể là một đoạn văn và có trích dẫn. Thầy ơi, em vừa đăng ký thành công rồi ạ. Ừ, ok, cảm ơn bạn gì đấy, bạn bé Trang nhá. Các bạn đăng ký, các bạn cứ tự vào đây, tích vào đây thôi và đăng ký nhá. Không cần phải áp mã giảm giá gì đâu, tự trừ đi 10% nhá. Gặp lại nhau vào tối tuần sau, còn ngay bây giờ có thể xem lại luôn nhá. Bạn Yến này, khóa trên SVS thì học gì ạ? À, học gì hả? Các bạn có thể là kích vào đây để xem nhá. Các bạn có thể xem được thông tin của giảng viên, thông tin của khóa học bình thường nhé. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu. Thầy ơi, hôm nay thầy chưa chữa bài của Thanh Thủy. À, Thanh Thủy đúng không? Lát nữa thầy sẽ chữa bài của Thanh Thủy nhé. Rồi, mục tiêu chung này, phân tích. Em ơi, em xem lại nhé. Mục tiêu của đề tài này là gì? Phân tích để làm gì? Để đánh giá hiệu quả. Em có thể xem lại nhé. Đừng viết lại tên đề tài nhé. Tránh việc viết lại tên đề tài. Tiếp theo là mục tiêu cụ thể. Mục tiêu cụ thể các bạn nên đi từ lý luận, chứ không phải chỉ có đính câu chuyện về thực trạng nhé em nhé. Được chưa? Phạm vi không gian tại Bình Linh Ninh Thuận. Nhưng mà em có thể xác định lại cái khoảng không của nó nhé, khoảng không gian của nó nhé, hay cả tỉnh nhé. Và thậm chí tại sao lựa chọn Ninh Thuận thì em cũng cần phải giải thích nhé, chứ không phải để viết nhanh không nhầy đâu. Thời gian đấy, đối tượng nghiên cứu là hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng. Tại sao em phải nói là các yếu tố ảnh hưởng? Đề tài này của em đâu có nhắc gì đến yếu tố ảnh hưởng đâu. Đề tài này của em là hiệu quả sản xuất nho. Thế tại sao vừa rồi dưới này em lại ghi là hiệu đối tượng nghiên cứu là hiệu quả? Em xem lại có chuẩn xác chưa nhá. Nội dung nghiên cứu em phải trình bày các cái nội dung nhá. Đây này, như bạn đây này, định dạng tất cả các cái mục lớn và mục con giống nhau, cho nên các bạn nhìn xem nó có đẹp đâu và nó có rõ ràng đâu. Nó có thẳng tắp nhau như thế này. Nhớ nhá. Em đang thiếu phần tổng quan nghiên cứu này nhá.
chương 1, chương 2 viết rõ ra. Chương 2 tổng quan gì, tổng quan như nào, cơ sở luận và phương pháp nghiên cứu cái gì, cơ sở luận cái gì. Thầy rất là không hài lòng với những cái kiểu viết chung chung như này. Có thể trường em viết thế thì thôi em cứ áp dụng theo, còn nếu mà bản thân thầy, thầy không thích. Bởi vì viết nó cứ chung cha chung chiêng, không biết là tập trung vào cái gì. Mà cái này không phải là chỉ có mình chung chiêng đâu, mà chính cái bạn sinh viên bạn viết bài này bạn cũng không, bạn bị chung chiêng theo. Em muốn làm bài tiểu luận chi tiết thì nên học khóa nào? Ok, thì các bạn chỉ cần quan tâm đến khóa training này thôi. Đối với sinh viên ấy thì chuyển khóa này thôi. Thậm chí thạc sĩ các bạn có thể đăng ký hai khóa này. Chứ còn cũng chẳng có gì gọi là quá cao siêu đâu nhé. Đấy, vậy là bài này của em còn thiếu nhiều mục lắm. Em viết như này nó còn sơ sài em ạ. Thiếu tổng quan nghiên cứu nha. Đó chắc đây tổng quan đây đúng không? Làm nguyên một chương à? Rồi xem nào. Tổng quan tài liệu tham khảo. Dưới đây là một số các luận văn. Em ơi, tài liệu tham khảo thì mình không chỉ có tập trung vào luận văn nhá. Ủa, em tưởng cơ sở lý thuyết phải để lên chương 2. Ờ, cái này em ơi, cái này thì cũng tùy từng trường. Chẳng biết trường bạn làm như nào thì thôi, chúng ta cứ tôn trọng trường bạn nhé. Đây em này, em nhớ không chỉ tập trung vào luận văn đâu, nó còn tạp chí, nó còn rất nhiều, chứ không phải chỉ có một luận văn đâu nhá. Luận văn cũng không phải là cái loại tài liệu mà nó có uy tín cao nhất đâu nhá. Đặng Trường Anh Thư, không phải đã nghiên cứu về việc nhá, đây là tên đề tài của người ta, không phải nghiên cứu về việc nhá. Đấy, em có thể trình bày về cái quá trình người ta sử dụng, phương pháp, mục tiêu, rồi người ta tìm ra được kết quả nghiên cứu như nào nhé. Phân tích đây này, thực hiện nghiên cứu. Nếu đây là cái gì em có thể viết luôn, ví dụ như là dạo, hoặc là em viết luôn là luận văn đấy, cái gì đấy của tác giả gì đó đấy nhá. Thầy thường live vào khung giờ nào? Mình thường live vào tối 2-6 nhé. Rồi, thế tổng quan tình hình nước ngoài đâu? Em xem có thể tổng quan tài liệu nước ngoài xem có không nhé. Có liên quan đến vấn đề về hiệu quả cái gì đấy nhé. Dấu má đánh cẩn thận vào, dấu này đánh sai hết này. Sau khi mà em trình bày xong, em phải chỉ ra được là các đề tài trên thì nó có những cái hạn chế gì, và đề tài của em thì nó khác biệt gì, và nó không bị trùng lặp như thế nào nhé. Bởi vì cái bản chất của cái mục này là như vậy đó. Thầy ơi, video web có giới hạn thời gian học không? Không nhé, các bạn có thể xem live lúc nào cũng được. À, các bạn có thể xem record nào được nhé. Điều kiện về tổng quan về tỉnh Ninh Thuận. Thì nói thật với bạn, mình cũng đang không hiểu tại sao cái mục cái tên chương này của bạn là chương tổng quan luôn đấy. Đây, tại sao đặt tên chương là chương tổng quan, trong khi một cái tổng quan tài liệu tham khảo, còn một cái tổng quan về tỉnh Bình Thuận là Ninh Thuận. Mình không hiểu là hai cái này nó liên quan gì với nhau. Thế bây giờ bạn tổng quan hai cái thứ này, bạn đặt tên là tổng quan à? Mình không hiểu thực sự. Thông thường người ta sẽ trình bày cái này ở phần chương 2, đi vào cái phần thực trạng thì người ta giới thiệu về cái phạm vi một chút, chứ không ai đặt tên một cái chương là chương tổng quan, xong trình bày một cái là về cơ sở. Bởi vì bạn phải hiểu rằng là tất cả các cái mục của chúng ta đều có mối quan hệ với nhau, chứ không phải là tự nhiên thằng này loi choi ra đứng giữa một cái tổng quan nghiên cứu, thằng này loi choi ra đứng giữa một cái tổng quan về điều kiện tự nhiên. Mình cũng không hiểu nó mối quan hệ gì nhá. Cái này thì quan điểm của mình thôi, tùy bạn nhá. Mình cũng chưa thực tập ở đâu luôn đấy, mình đọc các tài liệu các trường chưa thấy ở đâu có thế. Đây, xong lại tổng quan vấn đề nghiên cứu. Rồi ơi, xong lại giá trị của nho. Rồi ơi, đây nó giống như cơ sở lý luận em ơi. Vậy là trong phần tổng quan này em thấy, thầy thấy là em đang trình bày nó ba cái phần em tổng quan không có liên quan đến nhau. Xong lại sinh ra tiếp một cái mục là cơ sở luận và phương pháp. Thế cái đây chẳng là cơ sở lý luận à? Giá trị của nho. Đây là cái giống như cái phần thực trạng tổng quan về nho đấy nhỉ. Rồi, tiếp tục này. Đây là một cái câu chuyện mà các bạn sinh viên hay hỏi là thầy ơi, gạch đầu dòng có bị trừ điểm không? Thì theo thầy điển hình đây là gạch đầu dòng bị trừ điểm đây. Bởi vì cái phần mà khái niệm này này, bản chất của nó không phải sinh ra là để liệt kê. Các bạn có hiểu gạch đầu dòng là để làm gì không? Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, follow kênh để xem nhé. Gạch đầu dòng ấy, các bạn nhớ này, các bạn nhớ nhé. Trong cái khóa training này này,
Mình còn dạy luôn các bạn cách sử dụng gạch đầu dòng như nào, đóng ngoặc đơn như nào, ngoặc kép như thế nào. Rồi thì trong ngoặc, rồi thì các ý nghĩa của các việc mà sử dụng các loại dấu câu trong ngoặc luôn, hai chấm, chấm phẩy, mọi thứ luôn. Bởi vì mình gặp các bạn là đánh lung tung lắm. Đây, mục đích của cái phần khái niệm đâu phải là trình bày khái niệm, đâu phải là liệt kê khái niệm đâu, mà em là gạch đầu dòng kiểu này. Bản chất của khái niệm ấy là bạn phải thống nhất và đưa ra được cái quan điểm cuối cùng về cái vấn đề mà bạn đang cần giải thích. Để làm gì? Để nó làm tiền đề cho cái quá trình bạn suy luận nội hàm sau này ở cái phần cơ sở lý luận, chứ không phải nó sinh ra để cho bạn liệt kê. Bạn hiểu chưa? Huyền Trang, khóa 300k mà quá chất lượng ạ. Ok, cảm ơn Huyền Trang đã review nhá. Thầy ơi, em muốn đăng ký khóa học thì giá bao nhiêu vậy ạ? Ở đây giá đây, có đắt gì đâu. Đây có 200k thôi, xong lại còn được giảm 10% nhá, trên live nhá. Các khóa khác cũng tương tự nhá. Đăng ký thì các bạn tự vào đây nhá, tự đăng ký nhá. Ở Huyền Trang ơi, em đăng ký khóa nào nhỉ? Em học khóa nào đấy? Nói thật là hơn 3.000 bạn, khóa training thầy không thể nhớ được hết tên các bạn nhá. Cho nên nhóm tác giả xem lại hết các khái niệm nhá. Rồi ơi, trình bày như này không đúng đâu em ơi. Cái các cái này em phải có trích dẫn nhá, cái này đâu phải của em nghĩ ra đâu. Đây nữa này. Tháng này thầy có khóa báo không ạ? Khóa báo vừa mới kết thúc tuần trước em ạ. Cho nên là chúng ta sẽ học khóa báo vào tháng sau nhé. Những bạn nào đăng ký có thể đăng ký để giảm 10% nhé. Đây, xong rồi tự nhiên mọc ra một mục phương pháp. Không hiểu là phần cơ sở lý luận và phần phương pháp nó mối quan hệ gì với nhau mà em xếp chung vào nhau như này. Đấy. Thôi được rồi, cho nên là bài của bạn Minh hay gì đây, tác giả đây, tác giả nhớ nhá. Tác giả nhớ nhá, là hiện nay tác giả đang làm các mục này thầy không nhìn thấy mối quan hệ của các chương đâu, mà nó cũng chưa trả lời được câu hỏi nghiên cứu đâu. Đấy, cho tác giả về xem lại nhé. Nói cho em lúc nào thầy cũng hỗ trợ nhiệt tình lắm ạ. À, ok, cảm ơn Trang nhá. Rồi. Rồi bây giờ mình hỏi một chút nhá. Cái bài của bạn gì đấy nhỉ? Có một cái bạn gì đấy vừa là bài của em chưa được nhận xét đấy nhỉ? Bài gì nhỉ? Các bạn ơi, các bạn, cái bài của bạn nào vừa bảo là chưa được nhận xét đấy nhỉ? Thì chúng ta nhận xét luôn nhá. Phần công thức thầy nói trích nguồn là như thế nào? Bởi vì cái công thức đấy là do bọn em nghĩ ra. Bởi vì cái phần công thức bọn em dựa vào đó để bọn em làm tính. Thế thì bọn em phải trích dẫn luôn là cái công thức đấy ở đâu, theo lý thuyết nào, đúng không? Bởi vì lý thuyết đấy có phải là do mình nghĩ ra không? Cái công thức ấy, nếu mà do bọn em nghĩ ra thì không cần phải trích nguồn, còn do không phải là do bọn em nghĩ ra em phải trích nguồn nhá. Thủy, thầy ơi, vào Napa có được học với thầy không ạ? À, cái này thì cũng tùy khoa. Mình cũng có dạy cho khoa mình, được chưa? Khoa quản trị và nhân lực, hình như cũng có cả khoa luật, bởi vì có môn là môn quản trị văn phòng, có cả khoa lưu trữ. Các bạn học ngành lưu trữ, rồi các bạn học ngành thư viện. Đấy, mình dạy cho một số khoa như vậy, không biết bạn học khoa nào. Rồi bây giờ mình hỏi một chút nhé. Thủy ơi, bài của Thủy là bài nào? Cố gắng nhận xét nốt cho bạn Thủy nữa là xong nhé. Đây là bài của Thủy đúng không? Dạ Thủy ạ. Dạ, bài Real Food. Đây phải Real Food không? Đúng rồi, đúng không? Rồi ok. Các bạn ơi, chúng ta sẽ nhận xét nốt cho bạn bạn Thủy bài Real Food này nữa là chúng ta sẽ hết like nhá. Đâu đó còn khoảng độ 5 phút nữa thôi. Cho nên những bạn nào muốn đăng ký khóa training với thầy học hôm tới là bài tiểu luận đến nghiên cứu khoa học khóa luận tốt nghiệp, các bạn có thể vào đây. Sau đó các bạn vào đây để xem nội dung nhá. Thấy nội dung nó ưng quá rồi thì đăng ký tự trừ đi 10% nhá. Nhớ là chỉ trong live thôi nhá, mà live chỉ còn khoảng độ 5 đến 7 phút nữa thôi. Ok. Rồi. Uống miếng nước ạ. Giống như các bạn trong miền Nam các bạn gọi là miếng nước ấy đúng không? Uống miếng nước không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhận xét nhá. Phân tích hoạt động digital marketing của công ty Real Food trên sàn thương mại. Ok. Thế thì cái vấn đề, cái đối tượng nghiên cứu của em ở đây ấy, đấy chính là cái đối tượng là hoạt động digital marketing. Hôm vừa rồi thầy cũng vừa, hôm vừa rồi đâu, tối ngày hôm qua vừa nhận xét cho một bạn đúng là cái đối tượng của em luôn.
y như thế này, chỉ khác mỗi cái phạm vi thôi. Thế thì bạn ấy cứ sử dụng cái từ là từ tiếp thị số. Lúc thì bạn ấy dùng từ hoạt động digital marketing. Lúc thì bạn ấy dùng từ tiếp thị số. Nếu mà hai cái từ này là một thì không nói làm gì. Đấy. Hoặc kể cả có làm một thì các bạn cũng nên thống nhất sử dụng một thuật ngữ trong bài thôi nhá, để cho người ta dễ hiểu nhá. Em đang bị đạo văn, thầy có tư vấn giảm tỷ lệ đạo văn không? Các bạn nhớ nhá, các bạn mà bị đạo văn, các bạn đang không biết check đạo văn ở đâu thì các bạn hoàn toàn có thể gửi bài qua bên mình nhá. Bên mình vừa check vừa tư vấn chi tiết cho các bạn sửa nhá. Em dùng gạch đầu dòng có bị trong bài bị trừ điểm không? Đấy, như mình vừa nói rồi, gạch đầu dòng là tùy nhá, tùy trường hợp nhá. Rồi, đối tượng, phạm vi. Rồi, đi vào đây xem là bạn làm nhào đây. Rồi, bỏ qua phần này. Đây là đây là mục lục của bạn mà. Rồi. Đầu tiên Thủy ơi, đầu tiên về mặt hình thức thì thầy xin góp ý với Thủy mấy vấn đề như sau. Thủy nhớ ghi vào để mà làm nhá. Thứ nhất là Thủy không nên định dạng tất cả các mục nó trắng xóa như thế này. Nó sẽ khiến cho người đọc khó và khó xác định được các cái mục lớn của em. Và nó cũng không được đẹp. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, em chỉ trình bày ở mục cấp độ 2 thôi. Nó thiếu mức độ chi tiết. Đây này, khái niệm, các khái niệm cơ bản thì người ta làm sao biết được em trình bày những khái niệm nào. Cho nên em hãy nên show đến mục cấp độ 3 là vừa phải. Đấy là hai cái câu chuyện về mặt hình thức. Cái thứ ba về mặt hình thức đó là các cái mục nhỏ phải thuộc đầu dòng hơn một chút so với mục lớn, để tránh câu chuyện tạo ra một cái thẳng tắp như này. Đây là quan điểm của mình thôi, còn em có thể tùy. Đây là ba cái đầu tiên về mặt hình thức, góp ý luôn nha. Đó, các bạn ơi, các bạn có thể follow kênh TikTok này nhé, like, share để ủng hộ thêm nhé. Phiên like ngày hôm nay mới có 3,4,1k tim và 54 share là bằng một nửa mỗi hôm thôi đấy. Nên các bạn này, các bạn không yêu quý mình rồi. Đấy, và mình vẫn cứ đang nhận xét cho các bạn đây. Các bạn ủng hộ nhé. Tiếp này, chương 1 nhé, phần mở đầu này. Chương 1 này, tổng quan về công ty. Rồi, bạn giới thiệu về công ty 1, 2, 3, 4, 5 mục. Thì ok, thôi bỏ qua phần này. Bởi vì giới thiệu về công ty nó không chết ai, nhưng mà nó không phải là nội dung chính. Tiếp, cơ sở lý thuyết về digital marketing trên sàn thương mại điện tử Lazada. Ở đây người ta không có cái cơ sở lý thuyết nào cho trên một cái sàn cụ thể. Mình nghĩ là nó sẽ không có một cái trên sàn cụ thể nào đâu Thủy nhá, mà nó sẽ có là cơ sở lý thuyết về digital marketing thôi. Em cũng có thể nghiên cứu xem mình nói đúng không. Sau đó thì em mới trình bày các cái nội dung. Đấy, được chưa? Tiếp, hết chương thì em phải có tiểu kết chương nhá. Nhớ nhá. Tiếp này, chương 3 này, thực trạng hoạt động digital marketing của công ty. Rồi, cái tên chương 3 thì được rồi. Đây, nhưng mà sang 3.1 lại thực trạng hoạt động. Vậy là chương 3, tên chương 3 và tên của mục 3.1 đang bị trùng nhau. Chúng ta rất là kỵ trùng nhau giữa tên mục với tên chương, bởi vì hai thằng này là hai cấp độ bố con. Nội hàm của thằng chương 3 này nó gồm ba thằng này. Thế vậy tại sao thằng này lại trùng tên với bố được? Vậy là mắc nhau về mặt nội hàm. Tránh ra. Thế thì tránh như thế nào? Thủy nhớ cho mình này. Hoạt động digital marketing nó gồm những cái vấn đề gì, nó gồm những nội hàm nào, nội dung nào thì em phải trình bày được ở trên này. Ở trên này em trình bày khái niệm, em trình bày quy trình thôi, chứ em đâu có trình bày nội dung. Cho nên nếu mình là Thủy thì mình phải xem lại ngay chương 1, chương 2, bởi vì mình đang chưa nhìn thấy nội dung của digital marketing là làm cái gì. Nếu em không biết làm cái gì thì làm sao em biết được em trình bày ở đây là trình bày cái gì. Thủy nghe chưa? Cho nên em bị mắc ngay hai chương này, ở ngay hai chỗ này, cả về mặt nội dung, cả về mặt hình thức, cả về mặt logic. Em muốn được thầy nhận xét như trên live thì gửi bài qua đâu? Các bạn có thể gửi bài qua đường link bio trên cái TikTok này, hoặc là gửi bài qua email thì mình sẽ sắp xếp live và nhận xét bài cho các bạn nhé. Tiếp, yếu tố vĩ mô, vi mô. Em chỉ cần trình bày các yếu tố thôi, còn vi mô hay vĩ mô thì em có thể trình bày sau. Đánh giá điểm mạnh, rồi đánh giá thì em chỉ cần ghi đánh giá thôi, bởi vì nó nằm trong thực trạng, em không nhất thiết phải liệt kê lại làm cái gì cả. Các yếu tố ảnh hưởng. Đấy. Xong tiểu kết. Phạm Trung Nhân, khóa 100k mình được học trong bao lâu ạ?
À, khóa này các bạn sẽ được học với thầy 3 buổi vào tuần sau. Và sau đó cái record của cái khóa đó em được xem trong vòng 3 năm. 3 năm. 3 năm là ok chưa? Để em làm bài. Nhá, cho nên em không lo lắng câu chuyện là được xem lại bao lâu nhá. 3 năm thầy nghĩ là quá ok, chả có một cái khóa học nào cho bạn xem 3 năm cả. Nhá. Đăng ký ngay trong live được giảm phí nhá. Được giảm 10% tự mình trừ đi nhá. Đấy. Thì Thúy xem lại ngay. Tiếp kiến nghị nhằm nâng cao. Rồi. Trong chương 4 kiến nghị thì nội dung đầu tiên em lại ghi là kết luận. Chương 2 mới là một số khuyến nghị. Đây là kiến nghị, đây lại là khuyến nghị. Đấy. Đúng rồi. Từ lúc đi du lịch về live không sót buổi nào mà. Bởi vì các bạn gửi bài nhiều quá cho nên là cái hơi của nước biển đâu, nó vẫn đang tắc ở đây này, không nói rõ được. Rồi các bạn thông cảm. Các bạn nghe nhá. Tên chương thì là kiến nghị mà nội dung thì là khuyến nghị. Hai cái này là khác nhau đấy nhá. Được chưa? Cái tiếp nữa là theo quan điểm của cá nhân mình ấy, kết luận là cái cuối cùng rồi. Đấy là quan điểm của cá nhân mình thôi. Còn trường bạn như là bạn theo nhá. Thì bạn xem lại nhá. Nếu như bạn trình bày thêm một cấp độ thông tin nữa thì nó sẽ là khuyến nghị cho đối tượng nào thì nó sẽ còn rõ hơn. Cho nên mình khuyến cáo là từ nãy giờ mình khuyến cáo rất là nhiều rồi, từ hình thức đến nội dung nhá. Các bạn xem nhá. Đúng rồi, phải nói theo nhá. Rồi tiếp nhá. Vậy là riêng cái bố cục này thôi, mình nghĩ là Thủy đã phải chăm chút thêm rất nhiều rồi, từ nội dung, hình thức, chương 2, chương 3 bổ sung thông tin, chia tách mục đầy đủ đi, chứ còn thế này em nộp ấy. Em mà nộp bài này giả dụ mình là người chấm bài thì không bao giờ mình cho full điểm. Không bao giờ mình cho full điểm, bởi vì mình có nhìn được cái gì đâu mà cho full. Nội dung chưa nhìn cái gì nhá. Khái niệm chưa biết nó nói về cái gì nhá. Mắc lỗi nhá. Chưa nhìn đến nội dung làm sao biết được cho em bao nhiêu điểm. Cho nên là đẹp đẽ thì phô ra nhá em nhá, cứ phô thoải mái đi. Tiếp, cả cái phần này thì mình nghĩ rằng là Thủy đã xem live của mình từ đầu rồi. Các bạn ơi, chỉ còn khoảng độ 3 phút nữa thôi là mình sẽ tắt live nhá. Cho nên những bạn nào mà đăng ký khóa training ấy hoặc các khóa khác, các bạn đăng ký ngay nhá. Đây link đây, click vào link và đăng ký nhá. Nhớ nhá, không lệ phí. Thủy xem live từ đầu rồi, Thủy biết rồi. Cả cái phần này của Thủy viết theo cái cấu trúc mình nói, 5 ý chưa? Và đã có trích dẫn chưa? Làm gì có trích dẫn nào đâu. Em mà không nói đến trích dẫn, không có số liệu, không có căn cứ thì người ta làm sao thuyết phục được. Cho nên Thủy phải nhớ nhá Thủy nhá. Tiếp nữa này, mục tiêu. Đấy, mục tiêu chỗ này của Thủy cũng lại giống như của bạn. Bạn Huyền vậy rồi, viết rõ ra mục tiêu chi tiết, mục tiêu tổng quan hay là mục tiêu và nhiệm vụ, em viết rõ ra nhá. Mục tiêu viết ngắn gọn thôi em ạ. Bài này tầm 6,5 điểm. Đấy. Mình chỉ có chỉ ra lỗi thôi, còn ai chấm điểm thì chấm, đúng không? Thì các bạn thấy là nhiều lỗi thì các sẽ chắc chắn là ít điểm rồi. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng đây này Thủy ơi, em lại viết lại nguyên cái tên đề tài. Hoặc thấp hơn tùy giảng viên. Đấy. Chắc bạn này bạn cũng có chuyên môn về chấm điểm đúng không? Đây em nhìn này, nó lại còn em lại viết lại tên đề tài mất rồi. Phạm vi không gian thời gian thì em cần phải có giải thích nhé, chứ không phải chỉ viết mỗi này đâu. Xong lại có thêm phạm vi và mặt nội dung nữa em ơi. Phương pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu. Em ơi, phương pháp nghiên cứu không phải là dữ liệu nghiên cứu nhá. Xong rồi em nhìn này, lại có mục phương pháp nghiên cứu tiếp. Thế đây đó là cái gì? Trong phương pháp nghiên cứu lại có phương pháp nghiên cứu à? Không nhá. Trong phương pháp nghiên cứu có phương pháp thu thập, phương pháp xử lý em ơi. Trong từng phương pháp đó, nhóm phương pháp đó lại chia nhỏ từng phương pháp cụ thể nhá. Cho nên em ơi, làm lại hết đoạn này cho thầy nhá. Đây là các phương pháp thu thập. Thu thập này, à đây là phương pháp xử lý này. Này em nhìn này, đây nhá. Các bạn nghe nhá, các bạn xem này. Trong phương pháp nghiên cứu có một mục là mục phương pháp nghiên cứu. Trong mục phương pháp nghiên cứu lại có một cái phương pháp là phương pháp nghiên cứu. Ờ. Rồi, nếu mà trường em quy định thì em cứ theo trường em thôi. Không sao cả. Nhưng bản thân em thấy là có vô lý không? Phương pháp nghiên cứu lại có mục phương pháp nghiên cứu. Mục phương pháp nghiên cứu lại có một cái phương pháp là phương pháp nghiên cứu. Vậy là cả bố, cả ông và cả cháu, ba thế hệ là giống nhau hết. Thì em thấy có cái thứ gì mà lại như thế không? Đấy, thầy chia sẻ như vậy thôi. Còn đâu em cứ theo trường mình thôi nhá. Còn đây thầy chỉ góp ý thôi. Chứ còn thì thầy đâu có chấm bài của em đâu.
Đấy, đây là tổng quan. Có một cái thứ mà em chưa làm, đó là tổng quan nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu chưa có. Và hai cái nội dung đấy rất quan trọng, ảnh hưởng đến bố cục bài của em đó nhá. Rồi, còn bên dưới này có nguồn, có viết, có số thứ tự đánh thì ok rồi. Đấy. Thì với bài của Thủy thì thời gian thực sự không có nhiều, cho nên là thầy nhận xét như vậy để các bạn thấy được là với bài của bạn Thủy thì bạn cần phải xem lại ngay cả bố cục, cả phần mở đầu. Còn tài liệu tham khảo thì ở đây thì đây để thầy xem nào. Đây. Tài liệu tham khảo thì thực sự là nó còn đang ít lắm Thủy ạ. Mà một số tài liệu ít thôi. Tài liệu trong nước thì không có. Cho nên em cần bổ sung ngay một cái bài này của em ấy, tài liệu tham khảo nó phải 30 50 cái nhá. Rồi. Thì đấy là cái bài của bạn Thủy, Thủy về Thủy xem lại ngay nhá. Ok. Có lẽ là chúng ta sẽ tắt lại ở đây thôi, vì hôm nay mình đã nhận xét cho cũng khá khá rồi, cả check đạo văn cho các bạn nữa. À ok, hình như là còn bài của bạn gì đây nhỉ? Chúng ta cùng xem thêm một chút nhé. Xem thêm khoảng 1 phút để xem bài của bạn Huyền đạo văn bị đạo văn ở những chỗ nào nhé. Đây là bài của Huyền đúng không? Em muốn tìm nguồn tài liệu, em muốn tìm nguồn uy tín của khóa nào không? Tìm nguồn uy tín thì các bạn có thể xem khóa training này nhé. Bởi vì trong khóa này mình sẽ giới thiệu cho bạn 7 nguồn tài liệu uy tín cơ. Đây. Xem bài của Huyền đang bị trùng những chỗ nào nhé. Còn tư vấn thì bên mình sẽ tư vấn cho bạn ấy rồi, các bạn yên tâm. Check đạo văn này đều được tư vấn cả. Rồi nhá, xem này. Mục lục thì cũng bị trùng một ít này. Được chưa? Tên viết tắt cũng bị trùng một ít. Trong bài thì cái phần mở đầu bạn bị rất ít, chứng tỏ là bạn copy rất là ít. Có nhiều đoạn đang không bị quét, thì những đoạn này cũng cần phải kiểm tra ngay xem là có những dấu hiệu gì đặc biệt không. Đây, bài của bạn thì nó chỉ bị lỗi nhỏ nhỏ thôi. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì bạn đã được miễn trừ nguồn trùng nhỏ hơn 1% rồi, cho nên nó mới thế này đấy. Chứ còn đúng ra bài của bạn nhé, nó trùng 51% cơ. Đấy, sau khi được miễn trừ thì nó ít thôi. Đây, sơ kết chương 1, chương 2. Rồi, nói chung là bài này các bạn biết ít mà, không có gì đặc biệt cả. Bài này thì em sẽ có, em phải có một số cái phương pháp sửa. Ví dụ nhá, bài này thì lát nữa bạn kia bạn ấy sẽ tư vấn cho em. Thứ nhất là sửa với những cái cụm từ mà bị trùng nhiều. Thứ hai là đối với những từ mà rời lẻ như này sửa như nào. Thứ ba là với những cái đoạn như này. Đây, sửa như thế nào được miễn trừ cái này. Đấy, bây giờ mà sửa được cái này nhá, em được miễn luôn 2-3 trang này, 3 trang, 4 trang. Em được miễn luôn 4 trang này. Đấy. Nói chung thì không. Đúng rồi, bạn nói đúng đấy. Nếu mà không trừ cái gì thì nó mới là khó, chứ còn được miễn trừ thì cũng rất là dễ đây này. Ví dụ như bài này của Trang này. Đây các bạn nhìn này. Bài của Trang được mở gần như là với cái tiêu chí miễn trừ này. Mình nói thật, đây là tiêu chí miễn trừ mà gọi là cái hàng top rồi đấy. Top có nghĩa là gì? Có nghĩa là thuộc cái hàng mà hiếm rồi đấy. Các nhà trường mà miễn như nhiều như này, không phải nhiều đâu, không phải nhiều trường miễn đâu. Mà nếu miễn như này nó giảm cái tỷ lệ của bạn rất là nhiều. Vừa rồi từ 51 mà xuống còn có 3 mấy thôi. À đâu, 2 mấy chứ nhỉ? À 3 mấy. Đấy, giảm ngay lập tức 10 mấy% ngay. Đúng rồi, bạn này nói đúng rồi, dễ nhất rồi đấy. Đây là tiêu chí này là miễn dễ nhất rồi. Mình cũng phải thừa nhận nhé, bởi vì mình check nhiều lắm rồi. Đây là dễ nhất rồi. Hiếm khi trường nào cho 2% lắm. Trường nào mà cho 2% nói thật mình mới chỉ gặp có một trường thôi, chứ chưa gặp hai trường. Đấy, thì đấy là cái mình nói như vậy để các bạn hiểu. Bạn hiểu thì bạn sẽ làm tốt được thôi nhé. Rồi ok, phiên live có khi kết thúc ở đây thôi. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn hôm nay đã xem, đã ủng hộ, đã like, share, đã comment, chia sẻ những cái kiến thức để mình cũng học hỏi từ các bạn. Và chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái thứ gì đấy nó tốt đẹp nhất về việc học tập thôi, chứ không có cái gì đặc biệt cả, đúng không ạ? Chúc các bạn làm bài tốt, học tốt. Những bạn nào muốn gửi bài cho mình thì gửi bài có đường link bio trên kênh TikTok này nhé. 2K6 đăng ký học được em nhé. 2K6 các bạn học để các bạn sắp tới làm lên đại học rồi, để các bạn làm bài. Mình muốn các bạn làm tốt ngay từ cái môn đầu tiên. Những bạn nào mà xem cái video mình vừa ra lúc khoảng độ 8 giờ tối ấy, thì các bạn thấy đấy, một bạn sinh viên năm nhất, bạn ấy tích lũy được có 1.8 thôi. 1.8 là rất là thấp nhá.
Dưới 2.0 là rất thấp rồi. Bản thân mình ngày xưa khi mình học năm nhất mình đã được 2.8, 2 gần 2.9, mà bạn này chỉ 1.8 thôi. Bởi vì bạn ấy không biết cách học trên môi trường đại học, cho nên cái môn học này sẽ cho bạn cái cách chúng ta làm bài tiểu luận đầu tiên trên môi trường đại học đó. Cho nên là cái thời gian live thì nó hết rồi, cho nên những bạn nào đăng ký nhanh, mình có thể để 1 phút cho các bạn kích vào đây, kích vào đây, kích vào đăng ký thì các bạn vẫn được giảm 10% nhé. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, làm bài thật tốt, và chúng ta có thể gặp lại nhau vào phiên live hôm tới. Nếu mà có thể là chúng ta sẽ live một buổi nữa trong tuần này, hoặc không thì chúng ta phải hẹn nhau tận thứ hai tuần sau cơ. Ok, xin chào các bạn nhé. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ và chia sẻ với kênh. Xin chào các bạn.